Chị thấy thấy là em ban ngày sai một phút leo tiệm cũng lấy nhanh. Gì buồn ăn con đó. Ủa có cục nhỏ nãy nó có mua dép không? Dép không. Trời ơi nó lựa từ đây. Ở bển phần qua đây. Ở bển xong rồi qua ở ngoài trước đây, xong rồi vô đây, xong rồi quanh đây, xong rồi ra ngoài rồi qua bển. Hello, hello, hello mấy chị. Bữa nay lại lại 5 lần. Mà hôm qua giờ là xe nó lên ấy rồi. Mà sáng con vô coi cũng 7 mấy rồi. Trời ơi, mất áo chưa gầy, hàng chị nói sao cái áo nó hở hở. Vô đông đông đi mấy chị nha, vô đông đông đi mấy chị. Mình chiến đấu nha. Áo này mặc mình nó bự như vậy. Tại cái tay nó cao, cái tay nó dơ ấy. Gì đâu già đâu. À mấy chị ơi, mấy chị đâu mất tiêu hết trơn rồi. Mấy chị vô đông đông đi ha, mới có mấy người à. Mới có 6 người à. 7 người. 7 người. Mới có 7 người à. Rồi, vô đông đông đi mấy chị. Nãy gì sale dép bánh mì 35.000 luôn. Gì chơi lớn nha mày nha. Ừ, bán 35.000 luôn. Cái áo polo nam nãy bán có 95.000. Ta bán 130.400. Vô mấy chị ơi. Vô vô mười mấy người à, vô đông đông đi mấy chị. Nha mấy chị vô đông đông đi. Vô đông đông đi à, thanh like đi mấy chị. Con ơi, ở đẳng con bưng cái thùng cái gì bán một lố dép đi. Bà ngoại bưng cái thùng đồ chơi vô chứ gì. Bà ngoại này comment làm cũng trợn có mắt dòm đọc comment coi nghe. Ai mà bán đổi hình đại diện rồi chứ, đổi hình đại diện rồi bán một lô dép đi, làm trợn con mắt lên, nhướng con mắt lên đọc bình đọc comment. Vô đông đông đi mấy chị nha, vô đông đông đi. Đây bây giờ trước tiên là đồ chơi cho mấy chị cái nè. Ông con cứ để đây nè. Đồ chơi, đồ chơi nha mấy chị. Đây đây cái thao, lấy cái thao cho dì đi con. Biết là con mệt nhưng mà dì sai con đi cho con nó tập thể dục. Về cái sổ dọn không? Nhanh bữa. Rồi mấy chị vô đông. Cảnh ơi.
vô đông đi mấy chị, mới có mấy người à, vô đông đông đi rồi Thanh like mấy chị. Đây chiếc xe này, giờ đầu like bán chiếc xe này cho mấy chị ha. Cái xe này Thanh sale size cho mấy chị, sale cho mấy chị 45.000. Mấy chị chà bá lửa luôn. Đó mấy chị xe bồn nha. Xe bồn bự chà bá lửa luôn nè. Đó Thanh sale cho mấy chị 45.000. Chiếc này là 95.000, Thanh sale cho mấy chị 45.000 nè. Đó chị nào lấy chốt Thanh luôn, xe bồn nha, xe bồn mấy chị 95.000. Bây giờ xả theo lai gai ngồi cái bắt đầu mấy chị vô đông đông đi, cái Thanh sẽ lai ra lấy đồ chơi cho mấy chị ha. Ê sẽ lai dép với quần áo với túi xách cho mấy chị ha. Rồi cái này là bộ rau củ quả mấy chị, cái bộ rau củ quả nè Thanh sale cho mấy chị bộ này. Đó, bộ rau củ quả Thanh sale cho mấy chị bộ này 29.000. 29.000 nha, 29.000. Cái gì? Cái gì nó nói gì ta? Trời trời, cái đó mà vong thiệt gì. Mấy chị đâu hết trơn rồi mấy chị. Cảnh ơi, Thanh chào Lanh Thi nha. Cảnh ơi, lối này ra đi con, lối ra để mày lo. Trời, cái áo len đó hả, cái áo len cam, sọc cam á, trong thùng thử nhóc hết trơn, Phúc nó nói hết.
thôi. Sếp giờ chị Thanh không biết còn sếp mà sếp đợi ít bữa đi cưng. Đây cái quần này lên sale cho mấy chị 35 ngàn. Đây, còn nữa cái quần này nó đẹp nha mấy chị. Phải nói đẹp luôn á, đây. Gài lại. Rất là hot luôn, rất là hot nha. Nè mấy chị. Sale cho mấy chị, trời ơi, bán 35 ngàn rẻ quá ha con ha. Cái này là 40-45kg mấy chị, Thanh sale cho mấy chị cái quần này 35 ngàn nha. Túi hộp luôn, quần túi hộp luôn. Cái này là 40-45kg, chị nào lấy chốt dùm Thanh luôn. Đó, 35 ngàn mấy chị, cái này mấy chị không thích vậy mấy chị cắt ra. Nhưng mà mấy đứa nít nó khoái mặc mấy cái này lắm mấy chị. Cái này là 40-45kg nha mấy chị, 40-45kg mặc vừa nha. À, cái đó là 95 ngàn. 95. Đây nè, đó cái quần này Thanh sale cho mấy chị 35 ngàn nha. 35 ngàn chị nào lấy chốt cùng Thanh luôn. Quần này là quần túi hộp. Quần túi hộp nha, 35 ngàn, 45kg đổ lại. 45kg đổ lại chị nào lấy chốt cùng Thanh luôn. Này gì trời. Này. Sao nhiều dây quá vậy. Rồi quần túi hộp 35 ngàn chị nào lấy thì chốt giùm Thanh luôn ha. 40-45kg mấy chị, 45kg á. Trời ơi, tức nó xong. Ủa cái áo này nãy chịu có ai lấy không mà ta. Đây cũng vậy đó nha. À con lấy bên đây qua á hả? Mấy chị đây cái áo màu đen nè, Thanh còn nè mấy chị. Đó, xạ của khách nè. Tính đâu hết rồi, mấy giờ có nè. Rồi cái áo đen nè, Thanh sale cho mấy chị luôn ha. Nhiêu người rồi con? 39k. Nha, cái áo màu đen này là áo hoodie. Sale cho mấy chị 39 ngàn. Anh có màu đen, màu đỏ, màu trắng phối nữa. Cái này là màu đen nè. Chào mấy cục vàng nha, chào mấy cục vàng. Giống hồi tối nữa. Đó rồi, cái này là màu xanh phối trắng mấy chị. Xanh phối trắng nha, 39 ngàn luôn. Đó, chị nào lấy chốt Thanh. Cái tay này nó có chữ luôn nè, đẹp quá trời luôn nè. Đó, xanh phối trắng nha. Xanh phối trắng 39 ngàn. Rồi Thanh có màu xám nữa nè. Mỗi cái là mỗi khác nhau. Ở màu xám mấy chị. Xám nha, xám này là 60kg luôn á, 55-60kg vừa luôn nè. Cái xám của lọ, đẹp quá trời. Đó, sale cho mấy chị luôn 39 ngàn luôn. Mấy chị lên đường Thanh là mà xám 39k. Hả? 8 ngàn. Mà con 39 ngàn. Bây giờ tối. Rồi cái này màu đỏ nè. Đỏ này 65kg mấy chị. Cái đỏ này 65-70kg vừa nha. Đỏ Noel nè. Đó, đỏ Noel nha mấy chị. Màu đỏ Noel, Thanh có màu xanh nữa. Cái Noel này là Thanh có màu đỏ với có màu xanh. Đó, chị nào lấy chút Thanh là đỏ Noel nha. Đỏ Noel 39 ngàn. Đỏ Noel 39, xanh Noel 39. Đó, chị nào lấy chỗ âm Thanh luôn.
thôi đừng có lột ra. Nó lột ra nó rau đó. Thì nó chảy máu quá. Nước màu trắng á. Rồi cái này màu xanh nè mấy chị, xanh Noel nè. Đó mấy chị thấy màu xanh không? Đó màu xanh Noel nha, xanh Noel 39.000. Xanh like mấy chị coi cái nào thích được thì mấy chị chốt ha. Ừ có bị ẩn comment trời quá trời người luôn mà không thấy ai comment hết trơn trời. Rồi đây cái cái hồi nãy gì thấy cái áo len ra rồi mà con. Áo len trời ơi cái này mua tết mặt mấy chị. Tết mặt ở đây rồi thôi bay sale nón cho mấy chị đi. Sale nón trước đi. Mở hàng nón mấy chị. Nón 10k mấy chị. Nón 10k nha. Đây 10k mấy chị. Lên niềm thanh là nón 10k mấy chị ơi. Trời ơi mà cái áo sọc đội cái nón vô. Nhìn cái ban mới sợ. 10k mấy chị, 10k mấy chị lên niềm thanh là nón 10k mấy chị ơi. Còn nón nhiều quá nè. Sale cho mấy chị có 10.000 một cái thôi. Nón bo. Có like dép nam không hả? Có, dép nam mà dép dép thường hay là dép xịn xíu. Thường hay là xịn xíu. Đây đầu lai bán cái đôi giày này. Đầu da đầu lai bán cái đôi giày này cho mấy chị 65.000 nè. Ôi là trời nó rẻ nha mấy chị. Cái đôi này là size 36 nè. Rồi ok em lấy 3 nón nè. Đầu lai bán cho mấy chị luôn 65.000. Đó, rồi chị nào lấy chốt thành thanh luôn ha. Đôi giày này size 36 sale cho mấy chị 65.000 đầu lai thanh bán mấy chị. Đó, chứ cái này là bình thường là thanh bán 95.000 120 không mấy chị nha. Bình thường là thanh sale 95.000 với 120 không à, không có bao giờ bán 65.000 cho mấy chị đâu. Đó, đôi này size 36 thanh có size 36 37 38 sale cho mấy chị 65.000. Đó, chị nào không mua là tiếc cắn kiệu luôn. Cái đôi này, cái đôi này á là nó rất là nhẹ mấy chị, nó nhẹ vô cùng luôn. Dép thường á, dép thường size bao nhiêu Quỳnh Nam? Thường size bao nhiêu? Đó chị nào hồi nào giờ chưa mua nón á thì bây giờ mua nha. Thanh sale cho mấy chị một cái nón có 10.000 thôi mấy chị. Đây một cái nón bo có 10.000 thôi. Còn nhiều lắm mấy chị ơi. Nón còn nhiều lắm. Đây. Còn quá trời luôn nè. Đó chị nào lấy chút âm thanh luôn. Khang tiếng con. Ba hả? Đó rồi thanh lấy cho. Kiếm cái gì size 43. Loại 45.000 ha. Con đừng có đụng tới nó. Một chút xíu là viết bài nghe chưa? Rồi. Đây hồi chiều có khách hỏi dép kẹp mà. Đây đôi này là size, đây là size 43 luôn nè. 43 nè. 45.000. Đôi này là 70 thì thanh sale 45.000 thôi. Đôi này là 45.000 nè. Size 43 ha. Size 43. Mấy cái này cũng nút nhít rút lắc thấy mệt nha. Size 43 45.000. Đó, cưng lấy thì cưng ok em chị nha. Lên chị là 45k ha. Đôi này 45k nè. Size 43 nè. Đôi này cũng size 43 luôn. Đôi này chữ nha, trắng chữ nè. Trắng chữ cũng sale 45.000. Mấy đôi này là không ai bán 45.000 đâu. Anh bán có 45.000 thôi. Đôi này là đôi số 1. Số 1 size 43 nè cưng. Lên giùm chị là số 1 45k nha. Số 1 45k. Rồi đôi này là đôi trắng chữ. Trắng chữ
45k luôn. Chân cái đồ này ngoại bán luôn nè con ơi. Biết là chân ra ngoại quá trời mà. Rồi đó sụp mấy chị ơi, sụp thanh xeo cho mấy chị. Đâu rồi Quỳnh Nam ơi, đâu rồi cục vàng. Rồi đôi sụp thanh xeo cho mấy chị luôn nè, 65.000 mấy chị. Bán cái là gì đó con, bán gì vậy, bởi vì mau già quý sợ luôn. Mua 100 mấy về bán 60.000. Đó, đôi này thanh xeo cho mấy chị luôn nè. Có 41 nha, có 41, dép có 41 nha. Rồi đôi này thanh sale cho mấy chị 65.000. Trời ơi mấy chị ơi, đôi này là đôi quá đẹp luôn, xuất sắc luôn mấy chị. Xuất sắc luôn mà thanh sale cho mấy chị có 65.000 thôi. Nè. Đó, đôi trà leo mấy chị. Trà leo 65.000. Đôi này là size 39 nè. Size 39, Thanh có size từ 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40 luôn mấy chị. Cái đôi này Thanh có size tới 40 luôn nè. Chị nào lấy chốt cùng Thanh luôn đó. Đôi đó Thanh sale cho mấy chị 65.000 thôi. Có size 41 không con? Size 41 có dép. Trong đây có size 41 không? Ê, size 41 đưa cái màu trắng đó coi. Cái này từ 38 tới 42. Đây đôi này thanh sale 39.000 nè. Đó luôn. Đây đôi này thì thanh sale có 39.000 thôi, đôi này size 41 nè. Hôm bữa ông muốn mà chở 80.000. Gì là siêu rẻ ha. 39.000 mấy chị. 39.000 Thanh có size từ 38 tới 42. Dép này là có 38 tới 42 thanh sale cho mấy chị 39.000. Nha, chị nào lấy chốt cùng Thanh luôn ha. 39 kèm size nha mấy chị, 39 kèm size giùm Thanh ha. Đôi này hồi chua Thanh bán khách mua quá trời luôn. Đó là gì chất một đống đó mà gì bán hết rồi con biết rồi. Bán vậy đó. Bởi vì bán rẻ vậy đó mà hỏi sao không mua. Rồi lên giùm Thanh là 39 kèm size mấy chị, 39k kèm size nha mấy chị ơi. Đôi này bán 39.000 thôi. Đôi này thì để hoài bán hoài có hư hao gì, nó có xưa gì đâu con ha. Cái là chật nhà. Để em cảnh quá đó. Hello Ly ơi, hello hello. Hello em. Rồi 41 39k. Con nói chỉ bên đó nhưng mà chung của em luôn á. Rồi Gia Linh là 41 39k nè. Rồi cái áo len mấy chị, áo len thanh sale cho mấy chị luôn 45.000. 45.000 cái này là áo len Quảng Châu mấy chị nha. Cái này sale cho mấy chị 45.000, chị nào lấy chốt cầm Thanh luôn. Áo len màu riêu nè. Cái áo len này khoảng 50kg nha mấy chị. Rồi ok Hương Nguyên nè. 40 với 39. Rồi ok Hương Nguyễn, Hương Nguyên nè, ok em. Cái này 45.000 mấy chị, 45.000 chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha. 45.000. Áo len nè. Áo len này khoảng 50kg nha mấy chị. 50kg vừa nha, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Có giấc sáng like thì có nhiều chị mắc đi làm không có coi được. Có nhiều người mắc đi làm không có coi được. Rồi có người thì buổi tối không có coi được, mắc bận không coi được. Rồi cái này 45.000 chị nào lấy chốt cùng Thanh luôn ha. Rồi ok Tuyết Nguyễn nè. 39k size 39. Và 37 hả? Không có 37, có 38 mà Tuyết Nguyễn ơi. À, đơn em đi chưa?
đơn của con hả, đơn của con đi rồi, nhưng mà có cái là shipper nó không có cho nên là nó chưa có giao á, shipper nó nghỉ á. Tuyết Nguyễn ơi, cỏ size 39 nè, 39 với 38 thôi, không có 37 nha. Gì ba? À có rồi, lấy 38, đôi 38, đôi 39. Tuyết Nguyễn ơi, lên thanh số điện thoại đi chị, lên dùm thanh số điện thoại đi. Cái gì bà nói gì vậy? Rồi đưa cái cây bánh mì đó cho gì đưa con. Đưa cây bánh mì, ờ đó đúng rồi. Rồi cảm ơn Tuyết Nguyễn luôn. Dép nam mang được không? Cái này nam nữ đều mang được mà. Dép đó là nam nữ đều mang được đó Tuyết Nguyễn ơi. Nam nữ đều mang được nha. Dép đó là nam nữ đều mang được. Rồi đôi này hồi sáng thanh sale 35.000, khách mua quá trời luôn. Bây giờ thanh cũng bán 35.000 cho khách buổi tối luôn nha. Có nhiều chị ban ngày không mua được thì bây giờ buổi tối mấy chị vô mua nha mấy chị. Thanh sale cho mấy chị cái này cũng 35.000. Đây đôi dép bánh mì không ai bán cho mấy chị 35.000 nha. Đôi này không ai bán cho mấy chị 35.000 đâu. Thanh có size 37, 38. Nói chung đôi này Thanh có 36, 37, 38 luôn mấy chị, 39 luôn. Ở đôi này Thanh sale cho mấy chị 35.000. Trời ơi 35.000 rẻ quá mấy chị ơi. Đó, chị nào lấy chốt mình Thanh luôn ha. Đôi bánh mì quay hậu nha. Đôi bánh mì quay hậu Thanh sale cho mấy chị có 35.000 thôi. Quá trời rẻ luôn. Rẻ vô cùng luôn ha mấy chị. Rẻ vô cùng luôn. Còn cái này Thanh còn đưa cái bánh mì 49 luôn con. Cái này Thanh còn à. Ê quên, đây có cái áo dài. Đây đây có áo dài mấy chị. Áo dài này khoảng 35kg mấy chị. Cái áo dài này khoảng 35kg. Có váy luôn nha. Áo dài này Thanh sẽ tặng cho mấy chị một cái váy. Cái váy để mặc với cái áo dài này. Thanh sale cho mấy chị cái này 45.000 lộn 45.000 cái áo dài 45.000 mấy chị. Bé 35kg đổ lại nha. Bé 35kg Thanh sale cho mấy chị 45.000. Thanh tặng cho mấy chị cái váy luôn nha. Bình thường bán cái áo dài là không có váy. Bây giờ Thanh tặng cái váy cho mấy chị luôn nha. Tặng váy cho mấy chị luôn 45.000, chị nào lấy chốt người ta luôn ha. Áo dài 45k. Khó thù nè trời. Quay qua thấy cục đen rồi lùi hết rồi. Ở áo dài Thanh sale cho mấy chị 45.000. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha. Rồi khóc ở ngoài nữa nè. Bánh mì có size 35 đế cao không em? Dạ bánh mì có size 36 không có 35 chị. Bánh mì có 36 không có 35 nha. Con hỏi anh Cảnh đó, bánh mì này ở trong kho còn nhiều không? Thôi bánh mì đấy. Này nè, hỏi trong kho còn nhiều không để gì biết đường gì bán. Đây đôi này size 40 nhưng mà chân 39 mang được mấy chị. Đôi này Thanh sale cho mấy chị nè 49.000 nha. 49.000 một đôi dép bánh mì. Bánh mì đế cao nha mấy chị. Đó, đôi dép bánh mì đế cao Thanh sale cho mấy chị 49.000. Đôi này là đôi màu hồng size 39-40 mang được nha mấy chị. 39-40 là mang được nè, đôi màu hồng. Rồi chị nào lấy chốt Thanh là đôi hồng này size 39-40 nè, 49.000. Rồi đôi màu đen, Thanh có đôi màu đen nè. Mạng của em nó quay quay hả? Ừ bây giờ mạng chán lắm. Rồi đôi màu đen nha. Màu đen size 39-40 luôn. Kéo đâu con. Đây đôi màu đen nè, 39-40 Thanh sale luôn mấy chị, cũng 49.000 luôn.
Đôi này là size ghép 39-40 mang được nha mấy chị. Chân 39-40 mang được nha. Sale cho mấy chị luôn 49.000. Rồi Thanh có đôi màu trắng, Thanh có màu hồng, màu trắng, màu đen. Màu hồng, màu trắng, màu đen nha mấy chị. Rồi Tuyết Nguyễn màu đen 39k nè. Cái này là chân 39-40 là mang vừa nha mấy chị ơi. Đổi cái bọc này đi con. Rồi ok Tuyết Nguyễn. Còn không con? Còn mấy cái đôi bánh mì này nó không đi qua cái gì? Ở bên bển nó lấy bên bển cho con. Thôi có đi con. Bển nó có đủ sao? Bển trống đôi nữa. Bển con được. Có 39, có 39 nhưng mà 38 mang được. Tại cái này là nó đôn size gì thôi ấy, chứ nó nhảy size gì thôi chứ nếu mà 39 là 38 mang được. Nghe mấy chị. Cái này nó nhảy size nha, nó nhảy size nhưng mà chân ba size thì nó để là size 39 nhưng mà chân 38 mang vừa. Nha. Đó, mấy cái này là nó nhảy size. Dép bánh mì nó không giống như dép da. Ví dụ như chân 38 mà nó để size 39 mấy chị mang vừa. Nha. Còn mấy ví dụ mấy chị mang 39 mà mấy chị lấy 38 là chân mấy chị 39 mà mấy chị lấy 38 thì không được. Đen có 38 nha, đen có 38. Coi ở bển rồi con. Đen có 38 nha. Cái này là đôn size hết nha mấy chị, đôn size hết. Ví dụ mấy chị mang 38 mấy chị mua 39 được nha. Rồi mấy chị mang 39 mấy chị mua 40 được. À, chứ mấy chị mang 39 mấy chị mua xuống 38 là không được. Mình mua lên thì được chứ mua xuống là không được nha mấy chị. Rồi đôi này là size 39 nhưng mà chân 38 mang được nè. Đó, màu hồng nha. Hả? Phía sau cái đó có không? Phía sau có nón á. Cái dĩ nón á. Hết rồi hả? Dạ. Vậy kêu Cảnh nó vô lấy giùm đi. Rồi đen size 38 49k nè. Rồi ok Hương Nguyên nè. Rồi chị nào lấy nữa chút cùng Thanh luôn ha. Màu hồng nè. Hồng size 38 39 nè. Rồi đen 39 nè, 49k nè. Ok Đào Ly nè. Đào Ly lên xuống thoại giùm Thanh luôn ha Đào Ly. Size 35 36 lấy hai đôi. Chị Xuyên Ngọc ơi. Em có size 36 thôi không có 35 nha. Hello cưng. Hello Hoa Thanh. Cách tân 45.000. Cách tân 45.000 nha. Rồi Thanh cảm ơn Đào Ly nè. Bỏ xuống thoại Đào Ly vô nè con. Rồi đôi này là size 38-39 nè. Màu trắng nè mấy chị. Trắng 38-39 49.000. Thanh like 9.30 là Thanh xuống nha mấy chị. Đây rồi cái này là màu trắng size 38-39 nha mấy chị. Trắng, màu trắng hình như là Thanh còn nhiều lắm. Chị nào lấy chốt âm Thanh luôn. Dạ 36 cũng được hả? Vậy chị lấy cái màu gì chị? 36 lấy hai đôi mà chị lấy màu gì? Chị cho em số điện thoại luôn đi. Rồi màu trắng là size 39 nha mấy chị. Trắng size 39. Rồi màu hồng này size 40 mấy chị. Hồng size 40. 23kg không vừa đâu. Trắng 38 rồi ok chị. Rồi chị lấy hai đôi size 36 phải không? Hai đôi 36. Rồi hai đôi 36. Rồi lấy cho chị hai đôi, hai đôi màu trắng size 36 với đôi màu 8, đôi màu 8. Đôi 38 màu trắng luôn ha. Đôi 38 màu trắng luôn. Là ba đôi của chị là ba đôi rồi.
màu đen anh có 40 nè, chân 39 mang vừa nè. Ơi. Bộ đó hả 50. Sa con ơi. Bộ đó là 70. Đây màu hồng size 40 mấy chị, 39 40 mang vừa nha, màu hồng. Hỏi chị nào lấy chốt làm thanh lô hồng 39 40 mang vừa. Rồi hồng này 38 39 mang vừa. Hồng 38 39 mang vừa nha mấy chị. Rồi trắng nè, trắng 38 39 mang vừa luôn, trắng 38 39 mang vừa. Rồi màu đen thanh có size 37 nè. Màu đen size thanh có size 37, màu đen thanh có 39 40 nha mấy chị. Đó, chị nào lấy chốt giùm thanh luôn. Còn đôi màu hồng này là size 40 nè, 39 40 mang được nè. Đó, dép bánh mì đế cao 5 phân nha mấy chị. 49.000. Thanh đó là thanh bán 49.000 chứ nói thiệt không ai bán 49.000 hết trơn đó mấy chị. Không ai bán 49.000, có mình thanh bán 49 thôi. Thanh lời ít nhưng mà thanh đi được số lượng nhiều. Đen 37 nè. Rồi đen 37 nè, ok nha chị nè. Rồi giỏi quá ta. Giỏi dữ. Hồng có size 37 không hả? Hồng có 37 nha. Hồng có 37. Coi giùm gì đôi màu hồng 37 nha. Đen 38 nè. Trắng 38. Trắng 38 nữa rồi. Trắng 38, trắng 36 nữa. Đen có 36 không hả? Có nha. Sổ ra đi con, sổ ra mấy cái đó còn lùa lùa qua xích bển đi. Trắng 38, trắng 36 luôn. Trắng 38. Đen có 36. Trắng 36. Rồi. Đen 36. Có đen 36 nè. Hãy qua đây con. Đen 36 nha, đen 36, có đen 36. Rồi đẩy qua. Rồi đen 36 nè mấy chị. 49.000. Đây đen 36 nè, hồng 30, hồng 30. Đen 36 nè, ok Nguyễn Giao nè. Có khách ở bển không? Không có khách thì kêu lấy nữa đi con. Rồi đen 36 nè, Nguyễn Giao nè, 49.000 nè. Lấy nữa đi con ơi, lấy nữa đi. Rồi vậy lấy một đôi hồng, hồng 37 nè. Rồi hồng 37 nè, ok Ngọc Bích nè. Rồi chị nào có hồng 36 nữa nè mấy chị. Đây đôi hồng size 36 nữa nè. Đó, hồng 36 nha mấy chị, hồng 36. Đó, đẹp quá mấy chị ơi. Đẹp quá luôn. Chị ơi hôm qua chốt đơn gọi lại giúp em với. Ngày mai đi cưng ơi, mai chị chốt tiếp nha. Tại vì hôm nay chị chốt không kịp nha, hôm nay chị chốt không kịp nha. Nữa đây con. Rồi đôi này là size 36 nè, màu hồng size 36. Chị nào lấy chốt âm thanh là hồng size 36 nha. Hồng 36 49.000 thôi mấy chị. Dép này mấy chị đi hỏi mấy chỗ khác là mấy chị biết rồi ha. Nói chung là thanh bán đồ, thanh bán rẻ lắm mấy chị. Rồi màu hồng size 36. Một đen size 37 luôn. Rồi ok Ngọc Bích, một đen size 37 luôn nè. Ok Ngọc Bích nè. Rồi màu trắng size 37 nữa nè. Đẹp quá mấy chị ơi. Đây mấy đôi này mà mang là nó đôn, nó cao lên được xíu nữa mà đi không sợ bị té nha. Đó. Rồi chị đôi hồng 36. Đổi chị đôi hồng 36 hả? Rồi để ok em đổi cho. Xong lấy ba đôi màu trắng mang cho giống nhau. Mang đôi ba đôi màu trắng cho giống nhau chị.
Rồi đôi này đôi trắng size 37 nè. Đôi trắng size 37 nha, trắng size 37. Chị nào lấy chốt âm thanh luôn, trắng size 37. Rất là đẹp luôn. 49.000. Rồi, lên nhìn Thanh là trắng 37 nha mấy chị, trắng 37. Trắng 37, 38. Hoa vũ. Trắng 37, 38 là đôi đôi bánh mì này hả? Đi ăn viết chữ đi ăn vậy. Lên nhìn Thanh số điện thoại luôn đi. Lên nhìn Thanh số điện thoại luôn Hoa Vũ ơi. Lên nhìn Thanh số điện thoại luôn ha. Còn nhiều không? Hả? Mấy cây nằm đâu rồi? Rồi, à, đào ly này trắng 39 nè. Ok đào ly. $49.000 Thanh bán Thanh Lời có 2.000 thôi mấy chị. Đó, Thanh Lời có 2.000 thôi mấy chị. Rồi 49.000 mấy chị. Lên Đình Thanh là bánh mì kèm size Đình Thanh đi mấy chị. Rồi cái này của bộ đôi 37 màu đen với đôi màu hồng 37. Một đôi hồng 37, một đôi đen 37. Ngọc bích nè. Con mình Thanh à, đợi Thanh làm hơi chậm xíu mấy chị. Con mình làm không kịp. Cho 36 không trời. À, hồng 2 đôi 39. Hồng 2 đôi 39. 39 em lấy 40 được nha chị. 39 là lấy 40 được á. Hồng 2 đôi 39 với 37. Hồng 39 với 37. Khoan đợi gì xíu. Cái đôi này là đôi hồng, đôi đen, đôi hồng. 39 gì có rồi, đôi 37. Lấy tiền trước đi. Hai bộ 70 hả? Dạ đúng rồi. Hai bộ cho em hả? Dạ 140 hả? Dạ 140. Chị dặn anh Cảnh bán 50 lần. Ờ. Sao nó biết? Dạ có. Dặn hồi nãy em có hỏi với anh Cảnh, con nói chắc anh Cảnh bán lộn. Ờ. 140, 200. Là cái bộ hồi nãy hả? Dạ đúng. Để đi bán vậy đi, bán rẻ cho mau hết con ơi. 37 một đôi hồng. Dạ rồi, đợi em lấy cho đôi hồng cộng hồng nè. Chưa cân đơn, cưng chưa đi. Hai. À, chị lấy là hai đôi 39 với một hai đôi 39 với một đôi hồng 37 là ba đôi hả chị? Hả chị Xuyên Ngọc? Còn nón bo đen không? Còn nha Nguyễn Ngọc Thảo ơi. Còn nha, chị Xuyên Ngọc ơi, là chị lấy hai đôi 39, một đôi 37 hồng phải không? Lấy nữa, lấy vô kho lấy nữa con ơi. Còn mấy cây gom ra hết đi để chị gì biết đường gì bán. Ở bển có cái này không? Ở bển có trứng này không? Gom ra hết đi, gom ra hết đi.
Rồi con vô đây con kiếm tiếp gì coi. Đúng rồi, vậy là con lấy cái này nè, của chị nè, là 2 đôi 39 nè. Rồi bỏ vô đây đi, lát nữa còn một đôi size 37 nữa. Để riêng đây đi. Cái gì? Con đem đi đâu? Con để ra gì nhớ. Rồi một cái đó là còn một đôi hồng, đôi hồng 37 nữa. Xuyên Ngọc Bích gì coi gì thảy qua bên đó là gì đây. Rồi một đôi màu trắng của Xuyên Ngọc á, đổi lại con. Xuyên Ngọc đổi một đôi màu trắng lại màu hồng nè, 36 á, lấy giấy đổi qua. Cho em coi, hồng chị em mới vô. Hồng mà cưng lấy size bao nhiêu là chị lấy cho cưng coi nè. Em 5 cái bo đen rồi, ok Nguyễn Ngọc Thảo. Đây nón bo nè mấy chị. Nón bo nghe, một cái là 10 ngàn nha mấy chị. Hả? Là một đôi đen size 37. 36 có 2 đôi màu trắng á. Đổi lại một đôi. Có nghĩa là bỏ một đôi màu trắng lại lấy một đôi màu hồng á, đổi màu á. Là của Xuyên Ngọc. Xuyên Ngọc á. Bỏ cái đôi màu trắng ra. Có dép cá sấu không? Dép cá sấu hết rồi. Em một đôi hồng 37 nha. Rồi chị biết rồi, còn một đôi hồng nữa. Còn đôi hồng mà chị biết rồi. Rồi nón 5 cái. Đây nón này chị. Nón em sale 10 ngàn một cái nha. 10 ngàn một cái thôi mấy chị, 10 ngàn một cái nón nha. Đây Thanh còn nhiều lắm, nón Thanh còn nhiều lắm mấy chị. Nón sale có 10 ngàn một cái thôi mấy chị. Nè đội lên cho mấy chị coi nè. Nón 10 ngàn. Đó của người nào 4-5 đôi thì bỏ vô bọc đi. Đây màu hồng nè, size 36 nè. Chúc Đoàn ơi. Đây nè cưng. Rồi Ngọc Bích nè, hai nón nè, nón Thanh Xeo có 10 ngàn thôi mấy chị. Nón Thanh Xeo cho mấy chị có 10 ngàn thôi nha. Em coi dép bánh mì rồi, chị đang lên nè cưng. Nón có màu đen không à, nón có màu đen thôi nha. Tuyết Nguyễn một nón 10k nè, nè con nón nè. Nón Thanh chỉ có màu đen thôi mấy chị, không có màu khác nha. Nón có màu đen thôi. Có chưa? Hết hạn rồi. 37 lấy 36 mang được không trời. Một nón màu đen ok nè. Dép một đôi 49 ngàn. 37 lấy 3, lấy 3. Mang 37 lấy 38 không được. À lấy 38 được. Hết 37 lấy 38. 38 còn không? Rồi Hoa Vũ một nón 10k nè. Để Thanh mang thử rồi. Chị Thanh mang dép 37 nè. Thanh mang thử 36 rồi. Không chật lắm, mang 38 mà được. Mà hết 38 luôn. Màu hồng chị Thanh hết rồi. Màu hồng chị Thanh hết 30. Hết 37 rồi. Hết 37 rồi nha. Bây giờ Thanh còn. Ủa giờ tổng cộng của Xuyên Ngọc hiện tại giờ là 5 đôi hết gì? Lấy chị ba nón rồi ok chị. 1 2 3 nón nó vậy nè chị, nó vậy nè. Hồng để ngày mai Thanh coi còn không, mai Thanh lấy cho mấy chị. Nón có 10 ngàn cái thôi mấy chị ơi, rẻ quá trời luôn. Nón có 10 ngàn một cái, quá trời rẻ mấy chị. Rồi đôi bánh mì Thanh sale có cho mấy chị có 49 ngàn thôi mấy chị nha. 49 ngàn thôi, cao 5 phân nha, cao 5 phân mấy chị. 49 ngàn. Có size 36 màu hồng, Thanh còn 2 đôi 36 nè. Ở bển là hết trơn luôn á, phải không? Coi kỹ lại coi. Rồi còn 3 đôi 36 nè, màu hồng còn 3 đôi 36 màu trắng. Rồi Đào Ly một nón đen 10k nè. Nón Thanh Xeo cho mấy chị có 10 ngàn thôi mấy chị, 10 ngàn một cái thôi. Này Thanh bán là Thanh bán xả đó mấy chị, chứ cái nón này không có giá này đâu nghe mấy chị.
Rồi cái màu trắng anh có size 39 mấy chị. Mấy chị đôn size cũng được đó nha. Mấy chị mang 39 mấy chị lấy 40 vẫn được. Đây dép bánh mì nè. Đó, màu trắng như mấy chị size 39. Rất là đẹp luôn. Đó, đôi này thanh sale cho mấy chị có 49.000 thôi. Rồi màu trắng size 39 mấy chị, màu trắng size 39 nha. Trắng size 39 nè. À gì đưa 39 là con bỏ vô một bọc 39 đi. Chị thêm màu hồng size 36 nữa. Rồi ok chị, thêm màu hồng size 36 nữa nè. Chị Suy Ngọc á. Rồi đôi này size 39 40, đôi này 40 nhưng mà chân 39 mang vừa mấy chị. 40 nhưng mà chân 39 mang vừa nha. Đó, chị nào lấy chốt âm thanh luôn 40 nè, 40 màu hồng nha mấy chị. 40 màu hồng. Đây, mấy chị mang 38 mấy chị lấy 39 được nha. Chân 38 lấy 39 được nha mấy chị, chân 38. Có nón kết màu đen, nón kết màu đen 20.000 một cái, cho em coi trắng 40 đây, trắng 40 đây cưng. Mà nón kết màu đen là 20.000 một cái. Đây trắng 40 nè cưng, trắng size 40 nè. À, trắng size 40 nè nha, trắng 40 49.000. Rồi cưng lấy trắng 40 thì chốt anh chị là trắng 40 nha, trắng 40. Em 5 cái rồi ok, 5 cái nón kết màu đen ha. Rồi cứ lấy 5 cái kết màu đen nha. Rồi ok, trắng 40 Thảo Thu nè. Nguyễn Ngọc Thảo lấy 5 cái nón kết màu đen 20.000 một cái ha. Rồi màu hồng nè, màu hồng size 40 mấy chị. Hồng size 40 nhưng mà chân 39 là mang được nha mấy chị. Nha, đây màu hồng size 40 mấy chị. Hồng size 40 nha, hồng size 40 chân 39 là mang vừa. Thanh sale cho mấy chị có 49.000 thôi. 49.000. Rồi chị nào lấy chốt âm thanh luôn hồng nha mấy chị, hồng size 40 nè. Hồng 40. Nhưng mà 39 vẫn mang được mấy chị. 40 nhưng mà 39 vẫn mang được nha. Có bộ thể thao, có độ bộ thể thao không? Dạ có chị, bộ thể thao em có chứ. Màu hồng 40 đâu. Dạ 5 kết đen. Rồi ok chị lấy cho Phương 5 kết đen rồi. Cái gì dồn như đây. Đó, dép bánh mì nha mấy chị. Chia ra đi con ơi, đầy bọc quá, chia ra đi. Chia ra một cái qua mồi. À, còn dép kẹp lúc trưa. Dép kẹp lúc trưa là dép nào ta, quên mẹ rồi. Dép kẹp lúc trưa là dép gì ta? Dép kẹp lúc trưa là dép gì ta, quên mẹ rồi. Đây đôi màu đen size 37 nè. Con coi Ngọc Bích có màu hồng chưa? Màu hồng hay màu đen vậy? 37. Đen hả? Đen cưng lấy size bao nhiêu? Đen cưng lấy size bao nhiêu cưng? Đen nào? Đen bánh mì á hả? Đen bánh mì á hả Ngọc Bích? Màu đen. Rồi phải không? Có rồi phải không? Rồi vậy là thiếu màu hồng. Đây màu đen size 37 mấy chị. Đen size 37. Chị nào lấy chút âm thanh luôn. Đen 37 nha. Đen 37. Rồi trắng 37 nè. Trắng 37. Đen 37, trắng 37 mấy chị, 49.000 một đôi thôi. Trắng 40 nè, bỏ vô đi con, 40 bỏ vô đi. Đây trắng 38 nè mấy chị. Đó, nên có trắng 38 rồi nha. Trắng 38. Trắng 39. Đen 38. Thanh có đen 38, đen 37. Đen 36. 40, đen 40. À Thảo ơi, cưng comment cái màu đen là cái gì vậy? Cưng comment đen là cái gì vậy cưng?
Tiên comment đen gì vậy? Cái này là mấy, cái bọc này là size mấy? Lựa chưa? 40 màu trắng nữa nè. Đưa lên đây đi gì lựa cho nhanh. Trồng lên trên đi con, trồng lên trên. Cái màu hồng ở sau là cái gì vậy? Để 40 á hả? Cho chị hai bộ đồ. À dép kẹp hả? Cái kẹp hồi trưa màu đen là đôi nào trời? Không nhớ luôn á. Đôi nhiêu tiền cưng? Đôi nhiêu tiền Thảo? Đôi nhiêu tiền cưng? Này đây 40 nữa nè. Cho chị hai bộ đồ thể thao đẹp 56kg. Chị hai đồ thể thao đẹp 56kg. Đẹp 39.000 hả? 39.000 là cái nào giờ hết rồi. Hết rồi Thảo ơi. Cái bộ thể thao đó là 75.000 một bộ á chị. Lấy bà loại 75.000 nha. Tốt á, là tốt là 75.000 á. Tốt là 75.000 á chị. Rồi 37 nè, bỏ vô đi con. Đưa gì bỏ thảy qua cho con bỏ vô đi. Đưa cái đó lên cho gì, cái đó con đam cầm là sai mấy. Đây 37 nè. 37 nè. Nè. 37 nè. Chị có giày đế độn có nha Xuyên Ngô ơi. Đế độn size 36 có nha Xuyên Ngô, chị đang có màu trắng với màu đen nha. Đẹp là được, dạ cái bộ đó là em bán 75.000 đó chị. Đẹp, giày đẹp. Rồi để ngày mai em lấy cho chị. Hồi trưa em like mẹ em thảy lên nè. Rồi để gì coi còn 37 không. Băm 7 nữa nè. Kêu nó lấy đồ cho gì coi. Ra lấy đôi dép đế, đôi giày đế độn ấy. 39. Cái giày độn á, ngoài size 36 hồi nãy đôi màu đen ở ngoài. Không, cái đôi ngoài bìa, độn là ở ngoài bìa. Đường á chứ không phải đôi đó. Đâu con dở gì coi ơi, xây qua gì coi. Xây sau lưng ơi, không phải cái đôi đó, có một đôi ở ngoài á. Cái đôi mà không có cột dây. Ở ngoài trước á không có cột dây, có một đôi màu đen. Nhìn ngay trước thấy không? Không có bỏ vô bọc, cái đôi đó không có bỏ vô bọc. Nó lụp sụp mệt cái mẹ luôn. Đây đôi nè Thanh, còn một đôi nè, đôi màu đen nè. À, có áo thun nam có nha. Đây Xuyên Ngô, đôi giày độn nè.
Đó, màu đen nha, đôi này thanh xeo 130 nha, đôi này nó size 30, size 36 à. Phải đôi này mà mang dù là thanh lấy đôi này rồi. Đó, đôi này là size 36 nha. Size 36 130. Đôi 37 đó hồi nãy con có bọc size 37 đó con bỏ vô đi, đôi màu đen đó là size nguyên cây luôn á, còn vừa một đôi nữa đó. Con này là 36. Ê 37 còn đây đôi màu trắng nữa nè. Hết không? Hết vậy thôi, con cho qua đây đi. Rồi đó này 36 nè. 37 còn nữa nè. Con nghỉ đi cho nó. Đây 39 còn không? Đây. Rồi cái này là hai đôi này 37 nè. 37. Để chung với 36. Để chung luôn đi. 36 giờ dư chưa? Không, 36 nếu không dư chắc được mà. Rồi con này 38 nè. Rồi đó. Trong kho là hết luôn rồi phải không? Đây đôi này. Đôi này thanh sale cho mấy chị nè. Đó, đôi này sale 45.000 mấy chị, thanh còn size 37 với 36. Đôi này thanh còn còn 30. Ủa nãy con thấy còn mấy đôi? Con đôi hả? Vậy là thanh còn có một đôi size 37 mấy chị 45.000. 45.000 nha, đôi xuồng thanh còn một đôi 45.000 size 37. Chị nào lấy chốt âm thanh luôn 37-45k mấy chị. Đôi xuồng size 37 45.000. Dạ, ok chị. Ủa hai bộ gửi luôn hả? Hai bộ gửi luôn hả chị? Có quần ống suông. Không em, dạ quần ống suông em có chị, loại tốt hay loại thường? Đây quần ống suông nè. Cái này là màu vàng nha, quần ống suông 120. Dạ ok chị, hai bộ hai màu em biết rồi, có dép quai hậu. À, nam không? Quay hậu nam mà size bao nhiêu cưng? Quay hậu nam size bao nhiêu? Đây nè, một cái 120 nè chị. Đó, em có màu kem nè, màu vàng, màu đen. Đó, quần ống suông nè. Ống này là ống suông nha. Rồi màu này là màu rêu. Màu nâu đất á. Màu xám á, lộn, màu xám. Đây màu xám nha. Quần này mặc với áo lẻ đẹp lắm đó mấy chị. Ở bây giờ người ta mặc quần này nhiều dữ lắm nè. Một cái 120 nha mấy chị. Rồi thanh có màu đen nữa nha. Rồi nhiều màu lắm. Đó màu đen nữa nè mấy chị, màu đen nữa nè. Một cái 120. Trời ơi đủ màu luôn, màu xanh coban nữa nè. Đó, màu xanh coban nữa nè. Mặc rất là đẹp luôn. Quần này là hàng xịn nha mấy chị ơi. Nha. Mấy thanh ít có like mấy này lắm. Tại vì biết sao mấy chị, cái giá nó là cái giá hàng đẹp. Mà mấy chị mua của thanh hàng sale, hàng rẻ quen rồi. Cái mấy chị thanh lấy hàng đẹp cái mấy chị. Cái mấy chị nhát tiền. Chương mến không biết đi chưa nó trời. Đây còn đôi size 40 nữa nè con ơi. Lên đồ bộ đi chị Thanh hả? Xe 38 hả? Quay hậu xe 3 xăng đan chai xe 38 là chị hình như chị Thanh hết rồi. Mấy bữa nó mới có hàng nha. Đây cái đôi này đẹp quá trời mấy chị ơi. Đẹp quá trời luôn, chân Thanh 37 Thanh mang cái này không được. Tại vì Thanh cái móng chân Thanh dài á. Đôi này đẹp quá. Chân gì 37 mang không vừa. Đẹp quá trời luôn á, cứ thích cái đôi này quá trời luôn mấy chị. Đó mà nó có size 36 mà mang không vừa. Nè. Đó, đôi này nó có size 36 đôi độn nè.
mang không cần phải cục dây cục ơ gì hết trơn á. Đó, size 36, 130 mấy chị. Đồ bộ hả? Đợi chị xíu nghe Thảo, đợi chị xíu nha. Chị sale cái dép nít này cái đây nè, rồi chị lên đồ bộ cho. Rồi, đôi này thăm sale cho mấy chị 25.000 mấy chị. Đợi chế xíu nha. Đôi này là size 34 mấy chị. Size 34 thăm sale cho mấy chị luôn 25.000 mấy chị, 25.000. Cái này nó bằng mũ nha mấy chị, bằng mũ nha, mua cho con mình mang đi học. À, đôi này size 34 sale 25.000 mấy chị. Rồi lên giùm Thanh là 34-25k mấy chị, 34-25.000. Đôi này đúng nhà bán 55.000 đó mấy chị. Rồi 34-25.000 lên giùm Thanh luôn. Rồi size 29 34-25 ok Thảo nè. Thanh bán đôi giày này mà, giày sandal này mà 25.000 là mấy chị. À, hello Trương Mến, chào em, có size bự không hả? Cái này không có size bự. 34-25 hả? Chúc Mai chị Thanh, để cho Thanh coi còn không. Hết 34 rồi cục vàng ơi. Hết 34 rồi. Rồi cái này là size 30, à size 29. Size 29 25.000. Quay hậu nữ độ cũng có nha. Có nha cưng, có nha, đôi 140 nha, Thanh không có hàng sale. Rồi đôi này là size 29 mấy chị, size 29 25.000. Đó, con mấy chị mang vừa đôi nào ngay đôi nào thì mấy chị chốt đôi đó nha. Chứ bây giờ Thanh không còn đủ size nha mấy chị. Sale cho mấy chị 25.000 size 29 nè. Rồi size 29 Thanh còn màu hồng nữa nè. Màu hồng với màu nu. Ở mấy đôi à, sale luôn. Đây đôi này là size 30 nè. Thanh Nguyên nè, 25k lấy size lấy màu nào đây? Lấy màu hồng hay màu nu cưng? Rồi đôi này size 30 nè. Size 30 nha, 25.000. Trời ơi, mấy chị 25.000 mới bằng tô hủ tiếu à. Đây rồi size 32. Size 32 25.000. Rồi ok em lấy rồi. Rồi size 30 nè, màu nâu nè. Rồi xuyên ngọc size 30 25.000 nè, ok chị nè. Rồi 30 25.000. Rồi size 31. Size 31 25.000 hết rồi. Rồi bây giờ Thanh còn size 29 nè. Size 29 25 nè. Rồi size 31 nè, 25 nè. Rồi size 32 nè, 25 nè. 29 30 31. Rồi 29 30 31 nha, Thanh còn 5 đôi. 4 đôi à. 4 đôi nha mấy chị, 25.000. Đó, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. À 32 25k ok Suin nè. Rồi 32 25.000 nè, ok em nè. Rồi chị nào lấy size nào nữa thì lên giùm Thanh luôn ha. Rồi đôi giày nè sale 65.000 luôn mấy chị. Đôi giày nè size 36 nè. Size 36 sale cho mấy chị luôn. Cho hai đôi hả? Rồi hai đôi. Ok nè. Thanh Nguyên á. Đó. Đó đôi này Thanh sale cho mấy chị luôn nè. 65.000. Trời ơi nó đẹp nha. Size 36. Nó nhẹ hiều luôn. Nhẹ hiều luôn mấy chị. Đơn em hồi sáng điện Hương Diễm. Hương Diễm để chút chị hỏi nó thôi. Đây quần quần riêng mấy chị, quần riêng cho bé đi mấy chị, sale 35.000 luôn. Trời ơi cái quần này 35.000 mấy chị ơi. Mấy chị đi chợ mua là có 70.000, 80.000 một cái chứ không có 35.000 đâu ha. Sale cho mấy chị 35.000. Cái quần này bé khoảng 20 kg nha.
20kg sale cho mấy chị 35 ngàn. Mấy chị lên giùm Thanh luôn. Quần Thanh có từ 15-20kg nha mấy chị. 15-20kg Thanh sale cho mấy chị luôn, 35 ngàn. Quần riêng chuông món ơi, chị thấy cưng à, chị thấy cưng nha, thấy cưng nha, cục vàng. Đây, trời ơi, cái quần giả váy mấy chị. Quần giả váy nha, đó, 35 ngàn, cưng ha. 35 ngàn nha, có đồ thể thao, có nha Trần Cúc ơi. Đồ thể thao có nha. Đây, cái quần giả váy nè, Thanh có cũng size từ 15-20kg mấy chị. Quần giả váy thể thao hồi chiều con xếp có đây bộ nào không? Dạ, có. Đâu? Ở bển, có thấy đâu? Thể thao đợi Thanh xíu nha. Ở dưới chân có gì không? Nó cái bộ chân trắng đó. Này đâu phải. Đúng, nó đó, nó. Thể thao kia kìa, thể thao không, thể thao 3D á. Đây bộ này. Bộ này Thanh sale cho mấy chị luôn, 65 ngàn mấy chị. 65 ngàn, bộ này Thanh sale cho mấy chị 65 ngàn nè. À, bộ này là 45-50kg vừa nha. Rồi kêu anh Cảnh lấy đồ thun cho gì đi, lên lấy đồ 3D cho gì, đồ con trai. Rồi cái này sale cho mấy chị nè, 65 ngàn. Ồ, cái bộ này mang thấy cưng dữ lắm mấy chị. Đây. À, sale cho mấy chị 65 ngàn thôi ha. Bộ này mấy chị mua là cả 120 mấy chị. Lấy bộ thể thao cho gì đi. Bộ này mấy chị mua là cỡ 120 bộ. Thanh sale cho mấy chị có 65 ngàn thôi. Bộ bé hả? Ừ. Rồi lên giùm Thanh là bộ này là 65 ngàn. Ủa, Hương Diễm là đi chưa? Đi rồi Hương Diễm ơi. Đi rồi nha cưng ơi. Trời ơi, đi rồi thì bây giờ mình mua nữa có sao đâu. Đi tay dép. Ở đây đây đây. Chưa, à, đi rồi thì giờ mình mua nữa đi sao. Có, lấy luôn đi. Rồi ok, 65 nè, ly đổ nè. Bộ 3D thấy cái gì, một cây luôn. Quên, con lấy cái gì size L 57, cái size 1X đi. Hai bộ, thằng xịn á. Bộ thể thao á. Đây, bộ thể thao nè. Bộ này là 40kg mấy chị. Bộ này là 40-45kg nha, 35 ngàn bộ thôi mấy chị. Sale cho mấy chị 35 ngàn. 40kg thôi mấy chị ơi. Bộ này là tầm 40kg đổ lại thôi nha, 30-40kg thôi nha. Đó, Thanh sale cho mấy chị luôn 35 ngàn. Cái gì vậy? Ở đâu vậy? Nga cho. Rồi bộ này 35 ngàn nha, 35 ngàn. Để đó lát em coi đó bánh nằm ăn. Có bánh mì không? Rồi bộ này 35 ngàn, chị nào lấy chốt cầm Thanh luôn nha. 35 ngàn nè, bộ thể thao nè. Bộ thể thao 75 ngàn, nhìn thấy ghiền luôn á. Cảnh này, Cảnh, sao hoang vắng, chống vắng chiều nay. Rồi bộ thể thao 35 ngàn, chị nào lấy nữa không? Có chị nào lấy không? Bộ này Thanh sale cho mấy chị có 35 ngàn thôi. Đôi giày kia 100 bán cho chị luôn. Không chị, đôi này là 200 mấy đó. Đôi này là 200 mấy, em sale còn có 130 đó. Nhảy ra ngoài có khách không? Đôi đó là 200 mấy, em bán cho chị 100 á, 90kg vừa không? Không, bộ thể thao này 90kg không vừa đâu cưng. 90kg không vừa đâu. Đó, bộ thể thao 35 ngàn mấy chị ơi, sale cho mấy chị có 35 ngàn thôi. Ủa Cảnh, sao con không thấy thể thao rồi con thấy cái này không vậy?
Đây bộ này. À, bộ này là 25kg nè, khủng long nè. 25kg nha, 25kg nè. 35.000 luôn. Không lấy màu đỏ. Dạ rồi, lát nữa em đổi lại cho. Lát em kêu đổi lại cho chị. Rồi đây bộ khủng long nha, 25kg thanh sale cho mấy chị luôn, 35.000. 35.000 nha. Coi cái đôi giày. Đôi giày màu đen sau lưng. Đôi giày màu đen sau lưng nó còn có đôi một và size 36 á cưng. Áo len bé trai có không? Áo len bé trai em hết rồi chị ơi. Đôi này có size 36 à cưng ơi. Giày đó nam hay nữ? Giày này con trai con gái đều mang được, nhưng mà nó đế cao, đế độn nha. Lên áo nam đi chế hả? Khoan đợi chế xíu nha, đợi chế xíu nha cưng. Cục vàng để cảnh nó bán xong cái đi rồi cái chị lấy cho. Cái đôi đó, cái bộ đó, đừng lấy màu đỏ. Đổi lại màu khác đi. Áo nam có đó cái nào không? Có treo đó cái nào không? Ê, ông vậy. Màu đó màu gì rồi? Lấy màu gì rồi? Ơi. Đôi đó 90 phải không? 90.000. Thấy không? Bữa anh bán 90 phải không? Đây có cái bộ thể thao này thì 75.000 một bộ nè mấy chị. Đẹp lắm nha. Đó, bộ thể thao này là 50 mấy ký nè. Bộ này 50 mấy ký nè mấy chị, nhìn cái bộ thể thao không? Đẹp nhất nách chưa? Đó, thanh sale cho mấy chị có 75.000 thôi. Bộ thể thao này hàng xịn nha mấy chị. Bộ này là khoảng 50 mấy ký vừa đó nha. Không phải cái sao chế. Ủa cái sao chế? À cái đôi này hả? Không rồi. Bà nói gì? Dạ trời, cái đôi gì mà mấy gái là 36. Áo thun mà bao nhiêu ký? Áo thun mà bao nhiêu ký cưng? Nguyễn Giao ơi, áo thun bao nhiêu ký cưng ơi? Ờ bỏ vô. Đây giày nè. Cao 1m7 vừa không hả? Cao 1m7 vừa mà. Bộ đó quan trọng là cái bề ngang có vừa hay không thôi, chứ chiều cao là vừa nha. Đôi giày này á hả? 63 kg, size 1X đó cảnh ơi. Áo thun á. Thể thao 75k là cao 1m7 là mặc vừa mà cao là nhiêu cũng vừa chứ cưng. Đôi này là size 41 nè. Đôi này lên sale cho mấy chị 100.000 thôi. Ờ à, thử đi cái đi, thấy đi. Thấy gì chứ, một cái áo mà thảy xuống nặng lắm á. Màu đen hả? Màu đen là cái này của bé. Đôi này hàng xịn nè. Đó, đôi này là 200 mấy là còn đôi bán rẻ luôn, 100.000 luôn. Lấy cho em nha. Rồi ok, nương chương. Nương chương là ở An Giang phải không ta? Thể thao 75k. Cao 1m7, cao 1m7 vừa. Nương chương là ở An Giang phải không? Lấy cho chị thể thao. Dạ em lấy cho chị rồi, em lấy hai bộ đổi màu đỏ cho chị rồi đó. Đây về bé nè cưng, bé cưng là nó mang số bao nhiêu? Rồi Gia Linh nè, đôi giày 41, đôi này là 200 mấy nè mấy chị. 200 mấy nè nha, thanh còn có một đôi một thanh sale luôn. Cái hộp của nó đâu rồi? Đây nè mấy chị. Đó, hàng full hộp luôn á nha. Đó, cái này là hàng full hộp luôn á. Tại vì thanh lăn cho khách coi, thanh để vào lăn blog nhỉ. Đó, đôi 200 mấy bây giờ thanh sale cho mấy chị có 100.000 thôi. Đôi này bán 100.000 luôn. Số điện thoại của em. Ok, cục vàng. Gia Linh có đơn rồi phải không? Hồi nãy mình nhớ có mà. Lấy đôi giày kia cho chị đi em. Dạ cái đôi kia chị mua về đi. Đã lắm chị. Đã lắm nha. Nương chương là chung với cái gì à? Viên chương đó không ta? Nương chương. Viên chương thì
thoại của Nương Trương lại coi. Có rồi phải không? Rồi đôi giày. Lấy cho chị đôi đó. Dạ ok chị. Giày 41. Ê Cảnh vô kho, vô trong nhà lấy giùm gì á con. Chị chắc ở trong kệ sát đây nè. Rồi đôi này nè lấy. Đôi gì mới bán 100 ngàn á. Chị bỏ trong cái sát gốc luôn á. Đôi mới về á. Chị lấy cho dì một đôi gu xì luôn đi. Nè Nương Chương nè con. Em xem thử đôi giày bé đây đây. Đôi giày bé thì Thanh sale 55 ngàn thôi. Đôi này là size 34 nè. Thanh có size 34, 36, 37. 34, 36, 37 của bé nha. Cái này hộp đó của gu xì với Thanh. Này con má cái quần này lên liền liền luôn á. Mấy bà đó kêu lấy cho. Chị có đồ chơi sale không? Nhắn qua Zalo em mua một mớ bán Tết. Trời ơi đồ chơi nhóc luôn em ơi. Đồ chơi nhóc. Nhóc luôn mà. Để chị quay cho cưng. Rồi size 41 nè. 100 ngàn nè của chữ Hiếu làm đầu nè. Trời ơi thấy cái nít là thấy khoái rồi nha. Cái nít là khoái rồi đó. Đôi này chị Thanh có size 34, 36, 37 nha. Chị Thanh sale 55 ngàn, hồi chiều Phúc mới bán 80 ngàn. Ủa con bán hàng Phúc bán ra, con hả? À, đôi này Thanh sale cho mấy chị luôn nè, có 55 ngàn thôi mấy chị mua 120, 130 nha, Thanh bảo đảm mấy chị 120, 130 chứ không bao giờ có giá mà 55 ngàn đâu. À, sale cho mấy chị 55 ngàn thôi, size 34 nè, rồi Thanh có size 36, size 37 nha mấy chị, 55 ngàn. Rồi lên nhìn Thanh luôn nha. À đồ chơi hả? Đồ chơi cưng nhắn qua Zalo đi. Nhắn qua Zalo đi rồi chị mai chị qua chị cho cưng coi. Lấy em đôi đó đi. Ok em. Rồi đôi này 55 ngàn. Thanh có 36, 37 nữa nha mấy chị. 36, 37 nữa nha. Năm nay là tại vì Thanh cho nghỉ Tết sớm á mấy chị, cho nên Thanh xả. Có nón bo. Đây nón bo đi. Đội nữa. Có màu khác không hả? Có màu này không à. Có màu này không à. Chị hết màu khác rồi. Màu khác là Thanh còn loại 100 mấy à. Tay 36, 55k rồi. Ok su in nè. Nón bo 10 ngàn. Nón bo Thanh đang đội 10k mấy chị. 10k mấy chị ơi. Rồi ok suin nè. Rồi xong rồi. Cái nào mà con vô bọc đen rồi thì con lấy cái tem con bấm ở ngoài, con để dễ nhìn. Dễ nhìn hơn là để lộn xộn đóng gì. Rồi nón bo 10 ngàn mấy chị. Trời ơi, chữ Hàn Quốc là chữ Nhật gì nè. Ở 10 ngàn một cái luôn. Thanh sale cho mấy chị có 10k thôi mấy chị. 10k nha. Đây cái đôi giày. Ủa Cảnh nó mới đưa đôi giày đâu rồi trời. Đây mấy chị, đôi giày này 150 là phê luôn mấy chị, phê luôn. Đây, đôi giày có giấy luôn nè. Có giấy khai xanh luôn nè mấy chị. 150 một đôi mấy chị. Trong cái thùng có một cái đồ bấm. Nón Thanh có kiểu này thì Thanh sale 10 ngàn. Còn mấy kiểu khác là Thanh sale là 20 ngàn, 25 ngàn. Size 37, 55, ok Thi Hoa. Thi Hoa ơi. Rồi hai nón ok Gia Linh. Cái này á. Cái này 37 là 37 của con nít nha, chứ không phải 37 của người lớn nha. À, cho chị một cái nón. Dạ ok chị. Rồi hết giấy, lấy giấy cái gì con ơi. 37 là 37 của con nít nha, chứ không phải 37 của người lớn đâu nha. Còn giấy ở trong nhà cũng có nữa kìa. Đó ngay cái cửa luôn á, ngay cửa bên đây nhìn bên này à. Có à, không có thì đặt cái tivi á. Trời ơi con cầm cái đồ bấm của gì đi nữa á. Hôm nào lai áo von hả? Áo von chị ít lắm. Bây giờ làm áo von, đồ bấm của gì đâu. Ủa không có để chẳng rồi mà chị nghe kia cái hộp bấm. Rồi hai nón này Gia Linh nè.
dép 45 gì. Vâng. Đợi gì xíu. Rồi ok anh Hoa một cái nón nè. Rồi cái nón 10k ok chị nè. Mở qua con. Cho nó nhẹ túi. Đầy túi. Quần sọ phim nam, nón còn bao mẫu nữa, đợi Thanh xíu nha. Riêng nam không, sọ riêng nam Thanh có nha, size bao nhiêu? Đây cái đôi này 150 mấy chị, đôi này là size 42 nè. Rồi mấy chị ơi, nó đẹp từng cm luôn nha. Nó đẹp từng cm luôn mấy chị. Đó, cái này là keo nè. Rất là đẹp luôn mấy chị nha. 150 thôi mấy chị. Đôi này là 650 đó mấy chị. 650 nha, Thanh sale cho mấy chị có 150 thôi. Đây. Có tem luôn nè. Đó, sale cho mấy chị 150 thôi. Chị nào lấy chốt Thanh luôn, Thanh có size 42. Nón, con ơi con chạy qua con lấy cho gì mấy cái nón nữa ơi. Rồi áo thun nam hồi nãy ai hỏi nè. Áo thun nam nha mấy chị, sale cho mấy chị 101 nè. Áo thun nam 101 đây. 101 nha, 101. Mày đỏ luôn. Đây nón nè, nón này là 20.000. Đây nón này 20.000. Ờ đưa nguyên đống nó luôn đi. Ờ màu vàng nó. Cái chợn cảnh nó lên chợn mà quên kêu nó lấy năm cái nón màu đen. Rồi nương ý thị nè, đôi 150 nè. Suin size 28. Suin size 28 là cái gì cưng? À quần jean á hả? Rồi rồi để chị lấy cho. Để chị lấy cho. Quần jean sọt size 28 ở trong nhà như có, ở trong phòng thử cũng có nữa. Đây rồi nón, nón này nón. Nón này 20.000 mấy chị, 20.000 nha. Đó 20.000 nè. Cái màu vàng này 20, Thanh còn có một cái thôi mấy chị. Màu vàng Thanh còn có một cái thôi 20.000. Còn cái màu đỏ này á thì 25.000 mấy chị. Màu đỏ này thì 25.000 mình đội được hai bề nha. Cái màu đỏ này mình đội được hai bề nha mấy chị. Ờ đúng rồi. Size 28. Đây cái màu đỏ đội được hai bề mấy chị. Đó màu đen, bên đen với bên đỏ luôn. À mấy chị thấy không? Đó, cái nón này là mình đội được hai bề, coi như là mình mua được hai cái nón nha. Nón này là nón hai mặt mấy chị, hai mặt nha, một bên là mặt mặt màu đỏ nè. Rồi một bên là mặt màu đen. Đó mình xài được hai mặt nha, cái nón này là 25.000. Nón hai bề là 25.000. Rồi nón vàng 20 ok Kim Phương nè, Kim Phương lên số điện thoại giùm Thanh đi ha. Lên số điện thoại giùm Thanh Kim Phương ơi. Rồi chị nào nón vàng 20 là Thanh hết rồi nha, có một cái một thôi. Đây size 28 nè, cái đó size 28 hết hả con? Đây cái này size 28 nè, cái này chị Thanh sale 85.000. 85.000 nha, 85.000 cái quần jean nè. Quần jean người ta bán trăm mấy, Thanh sale 85.000 thôi. 85.000 ha, chị nào lấy chốt anh Thanh luôn. Suin ơi, cái quần đó là 85.000 đó cưng. Quần này size 28 này, chị lấy đúng size 28 cho cưng nè. Đó, chị Thanh sale 85.000. 85.000 nha, size 28 chị Thanh có hai màu. Đó, có hai màu nha. Đó, có hai màu. Lấy hai cái luôn đi. Rồi chữ Hiếu làm đầu hai nón 25 nè. Nón đỏ, rồi Gia Linh nón đỏ 25 nè. Nón đỏ là xài được hai bề đó mấy chị. Bấm đi để em thôi bỏ vào bọc, còn nhiều khi nó rớt cái. Con có bọc phải không? Dạ. Rồi hai cái nè.
Rồi nón đỏ một cái nè, da linh nè, 25.000 nè. Đó, mình mua một cái nón cũng giống như thành ra hai cái nón đó mấy chị. Rồi chị nào lấy chốt âm thanh luôn. Chị ơi chốt đơn cho em bù lại hai túi bé bữa 45 không xài được nha chị. Rồi ok em để chị bù. Ủa bữa hổm mà, bữa hổm mình như là có trừ tiền lại mà, phải không ta? Phải không Tuyết Nguyễn? Để chị coi lại cái nha. Có gì chưa thì chị bù cho. Em lấy cái màu xanh rồi ok su in nè. Rồi để chị coi chị bù cho. Để chị bù cho nha cục vàng. Chị ơi chị gửi hàng cho em chưa? Chị gửi rồi nha Rio Trần ơi. Chị gửi 2 ngày rồi đó. Chị gửi 2 ngày rồi đó cưng. Gửi 2 ngày rồi. Rồi ok su in nè. Quần này Thanh có size từ 27 tới size 30 nha mấy chị. Không có hả? Rồi để đơn sau chị bù cho. Đơn này gửi đi chị bù cho cục vàng nha. À, gửi bên nào? Gửi bên giao hàng tiết kiệm nha Rio Trần ơi. Chị gửi bên giao hàng tiết kiệm á. Rồi cái Thanh còn cái này 85.000 mấy chị nha. Cái này là quần. Quần này là quần lỡ, quần sọt. Quần sọt của Nam nha. Ở quần sọt Nam nè. Sale cho mấy chị 85.000. Áo phát viên, áo phát viên cái gì vậy? Trời, cái nón màu trắng à, để biết nó dơ này trời. Đây 10k mấy chị ơi. Đây nón 10k mấy chị lên giùm Thanh là cái nón 10k. 10k 10k Thanh có màu xanh nè, màu cam nè. Rồi màu xanh da trời nè, có 3 màu mấy chị. Có 3 màu nha, 3 màu. Đó, 3 màu nha mấy chị. Cho em xem cái nón màu kem. Cái nón màu kem 25.000. Ủa cái này còn để đâu nữa không con? Ở trước. Trời ơi, hèn chi. Chưa trả tiền cho chị đó nha. Dạ. Rồi để. Ủa mà bữa hỏi còn nó chưa trừ chị mà nhiêu tiền vậy? Ở trước ở ngoài tủ á. À. Xíu chép tin nhắn giúp em. Rồi ok em. Lu bu từ chiều giờ chưa có rảnh nữa. Like từ sáng tới chiều tối. Đây cái nón màu kem nè, 25.000 luôn. À, có áo thun cổ tròn 2X, có áo thun cổ tròn có. Áo thun cổ tròn 2X nam có luôn nha. Rồi nón kết mấy chị. Nón kết Thanh sale cho mấy chị 10k luôn. 10k mấy chị lên đồng Thanh là nón kết 10k mấy chị, nón kết 10k nha. Rồi 45.000, đưa cái đơn của chị Anh Hoa đi ghi. Mình ghi là trừ 45k đơn cũ. Ở đâu con ghi luôn, có viết không? Màu kem cái gì? Cái gì trời, không có hiểu, nhắn cái gì không có hiểu gì hết trơn á. Hoa vỏ nhắn cái gì không hiểu hết trơn. Đây cái áo thun nam nè. Áo thun nam mà bây giờ Thanh sale cho mấy chị luôn nè. Thanh sale cho mấy chị 95.000 luôn. À, 101 bây giờ sale 95.000, hồi nãy mới bán 101 nè. Sale cho mấy chị 95.000 mấy chị. Anh Hoa trừ 45k đơn cũ, con ghi là trừ 45 đơn cũ. Rồi cái này Thanh sale cho mấy chị luôn nha, 95.000 Thanh có size từ 1X tới mấy X luôn á, nói chung là từ 80kg đổ lại nha. Rồi em 10 nón kết 10k nè, ok Tuyết Nguyễn nè. Có mấy cái nó dơ về em giặt giùm chị Thanh ha. Tại vì cái này á mấy chị biết sao, nó cái này nó không có tem mạc cho nên là mình giặt được. Nhưng vậy là tay chân cứ bóc vô nó dơ á. Một cái 25.000 mà giờ Thanh sale có 10.000 thôi à. Thun nam 70kg, có khách ở bển không con? Cho Cảnh ơi, cho em coi để em đưa con em học thêm. Cảnh ơi, lấy áo đâu rồi? Chưa ba dán đi mệt quá nè. Chị hai cái áo 55kg, áo thun 55kg, 55kg áo thun hả chị? Rồi thun nam 70kg, hương đào.
con đào lấy cái áo thun nam 70kg là cái áo thun này á hả? Con đào ơi lấy cái này phải không? 95.000 thanh sale 95.000 cho mấy chị luôn. Ok chị. Rồi đây là còn một cái một ít nữa. Rồi hương đào nè, cái 95k nè, 70kg nè, ok rồi thanh lấy luôn. Đợi thanh xíu nha. Đây nón này. Cảnh mấy áo thun giống con mặt á. Bự 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 á. Lấy cái gì á? Với lại lấy cái gì, 5 cái nón kết màu đen luôn. Đây nón nè. Có màu khác, dạ em có nhiều màu lắm chị. Đây rồi cái nón này thanh sale cho mấy chị 25.000 nha mấy chị, 25.000 mình đội được hai bề nha, một bề màu trắng, một bề màu đen. Đó, một bề màu trắng, bề màu đen mấy chị. Đây một trắng một đen nha. 25.000 cái nón bo này, 25.000 mấy chị. Đội được hai bề. À, rồi đỏ đen nè, 25.000 nè. Đó, trắng đen nè. Cái này xài được hai bề. Rồi màu hồng nè, màu hồng còn được có một cái à, hồng xài được hai bề luôn nha. Hồng nha, hồng nè, 25.000. Thun nam 75kg. Có mẫu nào khác không? Không, mấy cái mẫu có bâu này thôi. Có mẫu trơn với mẫu sọc. Mẫu trơn với mẫu sọc nha. Rồi lấy áo thun cho gì đi. Nè, áo thun nam nè. Áo thun nam cổ tròn nè. Áo thun nam cổ tròn là một cái nón kết á. Năm cái nón kết màu đen. Đây cái này thanh sale cho mấy chị. Cái áo thun này thun thun thái nha mấy chị, thun xịn nha, 120 nè. Thanh có màu xanh nè. Rồi màu đỏ nè. Rồi màu vàng nè. Màu xám nè. Màu xanh da trời nè. Đó, áo thun này là một cái 120 nha mấy chị. Nè con lấy cái gì cái này trước đi. Rồi, hãy xuống đi. Cái này size 1X nè, khác màu nè. Rồi Lê nè, hồng 25 nè, lên số điện thoại đi rồi Lê ơi. Lên số điện thoại giùm Thanh luôn. Rồi cái 70kg là size lớn nhất á. Cái này em có nhiều màu lắm chị Hà, lấy đủ màu luôn đi. Lấy đủ màu luôn đi chị Hà. Em bán 95.000 em bán rẻ lắm chị. Lấy. Rồi cảm ơn rồi Lê nè. Áo len hả? Áo len Thanh có nha, đợi Thanh xíu đi. Ủa gì thảy qua nón kết chưa? Thảy nón kết qua chưa? Ủa sao có bốn cái gì cảnh? Thấy đâu? Trời ơi đội anh đồng cái. Má ơi. Đội anh đồng cái đi kiếm. Đây nón kết 20.000 một cái mấy chị. 20.000 một cái nha. Rồi 5 cái kết nè. Đó, nón nè. Đưa cái rồi mấy chị có lấy gì thêm nữa không? Đây trắng đen nè. Rồi màu kem nè. Màu kem mấy chị, màu kem nha, màu kem nha mấy chị, màu kem 25. Rồi mấy chị lên giùm Thanh là màu kem 25.000. Chị lên cho em mẫu ba lô người lớn. Ba lô người lớn. Ba lô người lớn mà
bự á, phải không? Bự phải không? Con qua bển lấy cái gì ba lô ha con. Phan lên cái đôi dép này đi cho mấy chị. Lên đôi dép này kia ha. Đây dép này thanh sale cho mấy chị luôn nè, 35 ngàn. Dép đó 35 ngàn. 35 ngàn mấy chị, đôi này size 37, thanh có size 36, 37, 38. 36, 37, 38 nha. Ba lô bự luôn á hả? Ba lô bự luôn hay là vừa vừa? À ba lô nhỏ đi chơi hả? Có cái này nè. Cái này là hàng xịn nha cưng ơi. Cái này là xịn nha. À, chị có cái hàng này da xịn nè. Cái này cưng mua đi về cưng ghiền luôn á. Này hả? Đây cái này thanh sale 180 nha. Cái này thanh bán 200 mấy tại shop thanh đó. Nè. Ở thanh niêm, thanh niêm giá 260 nè. Thanh bán 180 thôi. Ở thanh có hai màu. Đây màu màu kem với màu xanh, màu xanh riêu á. Có hai màu nha. Hình như dưới dưới cùng có cái màu đen. Ngay ngay kệ này nè, cái kệ đỏ này nè nha. Dép này 35 ngàn nha bánh mì mấy chị, 35 ngàn. Chị lấy em cái 95k, cái áo nam đầu tiên màu xanh 75kg. Rồi ok em nè, người vô hình nè. Nón kết, nón kết rồi lê nè. Đây thanh có màu bò nữa nè. Kêu một cẩm nữa có hết không? Không có kêu nữa. Đây chị thanh có màu bò nữa nè. Nón kết 20 ngàn nè, màu đen ha, rồi lê. Đây rồi cái này màu đen nè cưng. Cái màu xanh đầu tiên luôn á, cái Nguyễn Huệ Hà á. Áo á. Nguyễn Huệ Hà. Cái màu xanh gấp gấp á. Cái xanh đậu á, size 75kg lớn nhất, lấy size lớn nhất. Với cái nón kết màu đen nữa. Rồi ok màu đen nè, rồi lê nè. Đây cái ba lô màu đen nè cưng, cái này thì rẻ nè, cái này có 150 nè. Ở cái này 150 nó cưng, da là da xịn nha. Là chị Thanh đưa gần cho cưng coi nè. Đó, thấy không? Ở cái màu đen này 150 nè. 150 á. Đây dép nè. Dép này là cũng 40 mấy ngàn á, Thanh bán lẻ 70 á. Ở giờ Thanh sale có 35 ngàn, cái này mình mang quay hậu cũng được luôn. Rồi đây nè, chị lấy cho cưng rồi nè. Cái nón kết màu đen nữa. Rồi 20 ngàn ghi giá. Đó, dép nè. Thanh sale có 35 ngàn thôi. Em xem cái màu bò đưa cái màu bò không? Đây. Chị coi ba lô đen, đưa cái ba lô đen nè. Ồ, đẹp lắm nha. Cái này nè, Thanh đang bán tại shop Thanh là 260 nè. 260 nè. Mà giờ chị Thanh sale cho cưng có 180 thôi. Có 180 thôi nè. Đẹp chưa? Đây cái màu đen này chị Hà. Đó cái màu đen này chị. Ở bên trong này nha. Nó có một ngăn nhỏ ngoài bìa, một ngăn ở đây, một ngăn ở đây nữa. Có ba ngăn lận nha. Ba ngăn lận. Đó cái màu đen. Màu đen là 150 nè. Còn cái màu bò nè. Đó màu bò là 180. Rất là đẹp luôn. Đó, cái màu bò là 180, cái màu đen là 150. Màu đen nó hơi nhỏ hơn cái màu bò. Đó, cho nên là nó rẻ hơn, nhưng mà cái chất da nó là chất da xịn như nhau. Cái này á, mà ngay đợt khuyến mãi là Thanh giảm giá, Thanh bán có hai bán 220 lần đó, chứ không bao giờ Thanh bán 180 đâu. Đó, Thanh bán 180 mà Thanh bán trên live. Rồi ok Hương Đào nè. Dạ ok chị Hà đen nè. Bán trên live là tại mà mấy chị biết sao không? Mấy chị tốn tiền ship á, cho nên là Thanh mới bán. Thanh mới bán giá 100 giảm cho mấy chị á. Áo thun có màu khác nha cưng. Áo thun có màu khác nha. Cái da cái ba lô này nó sướng, nó đã dữ lắm mấy chị. Rờ cái da nó đã dữ lắm. Áo thun có màu khác không chị? Có nha cưng.
Ờ, khác là màu hay sọc, cưng thích màu hay sọc. Ba lô 150 có màu khác không? Lấy cái gì cái ba lô nhỏ đó đi con. Có nha Salem ơi. Chị có cái đồng tiền dễ thương quá. Ừ, hồi nhỏ chị tới hai cái lận. Lớn rồi ăn nhiều quá nó phồng cái mỏ cái mặt ra. Nó mất hình cái. Hồi đó tới hai cái giờ mất hình cái rồi. Tự nhiên già cái nó mất hết cái rồi mấy chị. Rồi còn nhỏ là tới hai cái lận. Sọc hả? Rồi ok, đợi chị xíu nha. Đây áo khoác mấy chị. Áo khoác jean. Bữa nay sale cho mấy chị 75.000 luôn. Đây màu đen 150 là Thanh còn cái mẫu này nữa nè. Đó, đen 150 nha, đen 150 nè. Đó, Thanh còn cái màu đen này nè. Đẹp chứ mấy chị. Đó, đen 150 nè. Rồi Thanh có màu kem nữa nè. Sọc đợi chị nha, Suin ơi. Sọc nhiêu ký cưng? Lấy nhiêu ký chị lấy cho cưng. Nhìn chị thì còn dễ thương á, già rồi em ơi. U50 rồi. Rồi cái này là màu kem nè, màu kem nha, màu kem nè. Ồ đẹp quá, nó không kéo đi kéo lại hàng chi. Có áo sơ mi nữ 42 kg. Có nha Nguyễn Thanh Mai ơi. Có nha cưng. Lên áo nam đi hả? Rồi đợi Thanh xíu nha. Rồi màu kem nè, kem 150 nè. Đây cái màu đen này cũng 100. Để coi cái màu đen này nhiều tiền nha mấy chị. Lấy cho em xanh riêu đi. Có xanh riêu không? Nhỏ có xanh riêu không? Xanh riêu là có loại 180 à. Xanh riêu là 180 nha. Kêu anh Cảnh leo nữa con ơi. Đây cái màu đen nè. Đen này là 180. Đây cái đen này 180 nè. Rồi đợi chị xíu nha. Đó, cái đen này nó tặng cho mình nguyên dùm, nguyên chùm. Kêu kêu Cảnh con, ăn hả? Ăn xong chưa? Đó, cái này nó tặng cho mình nguyên chùm này đẹp quá trời luôn, là màu đen nè. Đó, đen 180 nha mấy chị, đen 180. Đó, đen 180 nè. Màu riêu Thanh còn 180 mà Thanh hết loại 150 rồi. Màu riêu là Thanh có 180 nha, Salem Thái ơi. Lấy áo thun nữa. Đây rồi, áo jean Thanh sale cho mấy chị 75.000 mấy chị. 75.000 nha, 75.000. Cái jean này là 55-60 kg nè. Lấy màu kem cho em. Rồi ok, em cho chị số điện thoại đi, cục vàng. Rồi 150 nè, cho chị số điện thoại đi. 60 kg, size bự hơn size nãy á. Size 1X, lấy size 2X đi. Áo sơ mi nữ hả? Sơ mi nữ. Đây sơ mi nữ. Bạn áo đưa thấy cái gì nguyên không? Nguyên tay luôn cái gì lựa cho nó lựa luôn cho bà. Đây nè. Đó, áo nè cưng. Áo chỉ có màu xanh nè. Đó, Thanh sale 95.000 mấy cục vàng ơi. 95.000 nha, hàng đẹp lắm nè. Đó, thấy chưa mấy chị thấy không? Xuất sắc luôn ha. Xuất sắc luôn. 95.000. Đó là cái size. Size này là size 60 kg nha. Size này size 60 kg nè. Đó rồi chị Thanh có màu cam ngói nè. Ngói nè. Rồi màu xám nè. Rồi màu kem nè. Màu kem nè. Rồi màu xanh coban nè. Đó lấy thì chốt cầm đanh luôn ha. Suin lấy cái màu nào lên mình chị Thanh luôn ha Suin. Đây sơ mi nè. Sơ mi sale luôn. Cái áo sơ mi sale 45.000. 40 mấy ký là mặc vừa nè. Đó chị Thanh sale luôn 45.000. Mua 2 cái bán 70. Ủa mà hết rồi. 45.000 một cái mấy chị. 2X có không? Đây Quốc Kiệt, cái này 2X nè cưng. Áo này là 2X nè Quốc Kiệt ơi. Áo này là 2X đó cưng. Đây áo von đây còn mấy cái nè mấy cục vàng ơi. Rồi nó nằm đây nè. Coi cái màu cam ngói. Người vô hình cam ngói mà size bự á Cảnh, là leo xuống hả? Size lớn nhất luôn á. Cam ngói á nha.
nó giống cái này vậy nè. Có màu trắng nha, áo dài sau người lớn hả Thanh Trúc Mai, cái áo dài sau là con nít, con nít á. Có màu trắng nha, màu trắng có, màu trắng, màu trắng có, màu đen cũng có, đâu mới màu đen nằm đâu ta. Đây nè cưng. Đó, màu cam ngói, trời mấy cái áo này bán 95.000. 95.000, trời quá trời mấy chị. Quá trời quá xá, mấy cái áo này mấy chị đi mua cỡ 140 á. 140 một cái á, Thanh mối thiệt mấy chị, thời điểm này Tết người ta bán. Ta bán mắc lắm. Anh vẫn bán 95.000. Đó, rồi cưng lấy cái này thì ok em chị ha, vô hình ơi. Lấy cái này thì ok em chị nha. Con vòng qua lấy giùm gì cái áo sơ mi màu trắng thôi. Cái này giờ Thanh sale cho mấy chị 35.000 luôn đi mấy chị. 35.000 Thanh còn 4 cái nha. Đây. Đây cột nè. Không, sắp ở trên đó nha, sắp trên nó dở luôn. Đây cái này giờ sale 35.000 luôn, không phải. Ủa có người sắp ở sơ mi trắng đó. Đây đây nè, phải không? Đó hay đây nè. Đó là quần hay sơ mi. Đúng rồi, phải không? Con coi vậy. Ờ đúng rồi. Rồi cái này thanh sale 35 luôn mấy chị, 35.000. Cái này là từ 40kg tới 50-55kg tùy theo chiều cao nha. Tùy theo chiều cao nha mấy chị. Cho chị coi đồ thể thao. Đồ thể thao đẹp. Lấy cái gì size, size 1X đó, đồ thể thao đủ màu đi Cảnh ơi. 75.000 bộ á. Rồi cột cái này lại đi con. Chạy ra ngoài bán con ơi. Phải không? Đây màu trắng nè. Đây màu trắng nha, 45.000. 45.000 sơ mi trắng. Sơ mi trắng nha, 45.000 luôn mấy chị. Đó, lên giùm Thanh là sơ mi trắng 45k. Rồi lên giùm Thanh luôn ha. Sơ mi trắng 45.000. Quốc Thiệt ơi, có size 2X nào, có lấy size 2X không? Su in nữa nè. Su in nè, có lấy không cục vàng? Ủa hồi nãy là chị anh Hoa có màu nào rồi, có màu này chưa? Áo sơ mi trắng 40kg nè. Đâu đỏ đâu có lấy đâu. Rồi trắng 40kg 45k nè. Rồi lê nè. Bộ này rồi phải không? Bộ này có rồi. Đây bộ này chị chưa có nè chị. Đó, đẹp chưa? 75.000 mấy chị. Đó, 75.000 nha, 75.000. Chị nào lấy cho. Đây bộ này là trắng nha. Trắng. Đẹp chưa? Đây bộ này chị chưa có nè. Rồi bộ này cũng chị cũng chưa có luôn. Đó, bộ màu hồng này thì con gái nha. Bộ hồng con gái nha mấy chị. Rồi bộ màu vàng nữa nè chị. Bộ màu vàng nha, vàng chị chưa có nè. Rồi bộ sọc này chị cũng chưa có luôn. Đó, còn ba bộ này. Ba bộ này bốn. Ờ đúng rồi, ba bộ này chị chưa có. Đây một bộ nè, bộ này. Áo len lựa cho đủ đơn hả? Rồi đợi đi Thanh lên áo len liền nè. Đó, đẹp chưa? Đó, bộ này, ba bộ này, còn ba bộ này ba màu là chị chưa có.
75.000 nha mấy chị, 75.000. Cái này là thể thao nè, hàng đẹp nha mấy chị. Có thể thao nữ nữa nha, có thể thao nữ nè, màu hồng nè. Quần cục chị không lấy đâu. Ủa, thể thao chị lấy quần cục mà, à, quần này là quần. Hồi nãy hai bộ này là em lấy cho chị đó. Em lấy hai bộ này à, hồi nãy em lấy hai bộ là cho chị là giống cái này luôn á. Cái quần giống như cái này luôn á. Chứ bộ này đâu có quần dài đâu chị. Cái này đâu có quần dài đâu. Anh yêu Sumi viết bài. Đi vô viết bài. Đi ngủ chưa? Đi quên, đi viết bài chưa? Xếp cái áo len này vô. Áo sơ mi 35.000 40kg. Là rồi Lê lấy cái này nè phải không? Đâu rồi? Nè là lấy 35.000 lấy cái này nha. Rồi cái áo này thanh sale cho mấy chị luôn nè. Áo này sale 35.000 mấy chị. Áo dập ly nha. Áo này mặc cái quần ôm đó mấy chị. Áo này sale cho mấy chị 35.000, 60kg, 60-65kg á. Không nè, gọi là ok rồi. Quần dài chị mới lấy. Trời ơi, vậy là bỏ ra hai bộ đó đi. Bộ thể thao này đâu có quần dài đâu chị. Có khoác nữ không? Em lựa thêm. Có nha, khoác nữ có. Đây rồi, cái này thanh sale cho mấy chị nè, 35.000, 60-65kg nha, cái áo màu hồng. Đồ thể thao đó đâu có quần dài đâu. Áo len nè, 45.000 nè cưng. 45.000 nha, áo len, chị nào lấy chốt cầm thanh luôn, áo len nè. Đó, cái áo len này à, là hàng Quảng Châu nha mấy chị. Áo này là 55kg, 50-55kg, thanh sale cho mấy chị 45.000. Cái len màu xanh rêu. Áo len màu xanh rêu. Áo khoác nữ có nha, bỏ Kim Hương ơi. Áo khoác nữ nên có cái này nè. Vậy là em xả hai bộ kia ra nha. Xuống đây chị, xuống đây hai chị em, còn chị còn em cho vui. Đây áo khoác nữ nè. À, cái này là từ 45kg tới 60kg mặc vừa nha. Mặc được hai bề mấy chị, được hai bề nha. Sale cho mấy chị 39.000. Đó, cái áo khoác này sale 39.000. Chị mô mà em đi ra miên cũng em ghẹ chị chơi nữa. Thấy chị Hằng. Đó, cái áo khoác này sale cho mấy chị 39.000. Đây đôi dép này mấy chị. Cảnh ơi, coi mấy cái dép có bển nó coi ấy gì sale con. Kiểu rồi đó. Ê, có cái đôi mà gì thấy mà có con bướm bên hông cái đế đó, cộn bển á. Đôi mà ghế vuông vuông có con hình con bướm ngay cái bên hông cái đế như đây nè. Mấy cái mẫu đó đưa ra gì sale hết luôn đi. Đây đôi nè 45.000 mấy chị, size 37. 37 45 chị nào lấy chốt cầm thanh luôn. Size 37 45. Rồi bắt đầu con dẹp mấy lần lần đi con ơi, để con coi cái hồ cái dồn lại một đống nó dọn nó mệt. Trời chân con nhỏ có hai ngọn nó dơ cỡ này. Thôi đừng để ra ngoài nữa con ơi, kinh khủng quá. Để trên đây đi. Đôi này size 37 sale 45.000 mấy chị, 45.000 chị nào lấy chốt cầm thanh luôn ha. 37 45 37 45. Size 37 45.000.
Dẹp dẹp đi con, để gì đẩy lấy cái này ra coi. Đây quần xà lõn mấy chị ơi, 25.000 một cái. Trời ơi, hồi sáng Thanh đi chợ Thanh nghe mấy người kia giao quần xà lõn 35.000 một cái, ba cái 100 mới quẹo lựa, quẹo lựa. Mà Thanh bán có 25.000 mới chị, bởi vì bán gì không lời lắm gì hết trơn. Đây nè, quần xà lõn 25.000 một cái. Cái này là màu riêu nha mấy chị, màu này màu riêu nha. Cái này mà là màu xanh đen nè. Đó, sale cho mấy chị có 25.000 thôi, người ta bán 35.000 cái, 3 cái 100. Thanh bán 25.000, Thanh lời một cái có 1.000 bạc thôi mấy chị. Lời có 1.000 bạc thôi, chưa tính tiền nhân viên rồi tiền băng keo rồi đủ thứ hết trơn. Quần xà lõn này là 70-75kg vừa luôn mấy chị, nó bằng thun cho nên là nó có độ giãn nha mấy chị. Bằng thun cho nên là có độ giãn. Sale cho mấy chị luôn 25.000. Rồi cái áo len này tính đâu hết, bây giờ nó còn nè mấy chị. Tính đâu hết nữa giờ còn. Mười cái này chừa cho con lại con cột lại đi, con đem vô nhà cho gì để gì chừa cho bà chị. Đây áo len là sale cho mấy chị luôn, 29.000 mấy chị, 29.000. Đó, chị nào lấy chú Hồng Thanh luôn. Áo len nào, áo len Quảng Châu mấy chị, áo len Quảng Châu nha. Ủa con cái ba lô đó là dẹp đi con. Đó, ba lô đen trọng áo lên đó. Đây cái này 29.000 mấy chị. Đó, cái này 55kg nha, 55kg Thanh sale cho mấy chị nè. Rồi bỏ kim hương nào, áo len 29k. Cái này khách Thanh dặn chục cái không á. Tính đâu hết rồi mà về đâu nó lòi ra nguyên cây ở trong cái phòng thử á. Bỏ kim hương nãy giờ có đơn chưa? Bỏ kim hương hình như có rồi á gì á. Bỏ kim hương nãy giờ có mua chưa? Nếu chưa mua thì cho Thanh số điện thoại nha. Rồi áo len nè mấy chị, chị nào lấy chốt ông Thanh là áo len luôn ha. Áo len 29.000. Coi áo bé gái 40kg. Áo bé gái 40kg hả? 40kg để coi nó làm số nào. Mua mấy cái này cho bé mặc nè. Chuyên gia đứa nào cột, có chuyên gia cột xiết không hả trời. Được cột cái này đừng có cột xiết nghe con. Mua like trước rồi hả? Ừ. Đây rồi. Cái áo là áo này. Cái áo này Thanh sale cho mấy chị nè, 39.000 thôi. Mấy chị ơi, Tết với Noel mấy chị cho con mình mặc mấy chị. 39.000 nha. Cái này là khoảng nói chung là từ 40-45kg trở lên là mặc được hết. 39.000 màu đỏ, mấy chị lên đầm Thanh là đỏ 39 nha mấy chị. Đây, đỏ 39 nè, đỏ 39 nha. Rồi đang có màu xám 39 nè. Rồi cái này màu trắng phối nè. Chả mi đi. Chả mi đi cảnh ra chơi kêu cái gì kìa. Đó, rồi cái này là xanh phối mấy chị, xanh phối nha, xanh chữ á. 39.000. Nãy mới cột này giờ. Cái quần cho bé mấy chị, cái quần này 25kg. Trời trời, giờ cảm giác cái cổ họng nó đau luôn. Nói hơn ca sĩ nữa trời. Cái quần ống suông cho bé nè, sale cho mấy chị 35.000. 35.000 nha, 35.000 quần ống suông nè. Quần ống suông 35.000. Quần treo đằng sau, quần treo đằng sau là cái 100 mấy á. Nè nè nè, trả cho mi đi, mẹ cho anh Cảnh mặc quần mới cho con nè. Cảnh này, mặc cho nó thử coi cái nào vừa Cảnh.
trời ơi, cái này quá. Cái vỏ nó dài thon à. Rồi mẹ la em à. Mẹ la em à. Chưa không? Đây dép mấy chị ơi. Nguyên sọt dép này sale cho mấy chị nè. Trời ơi trời, tao nói nó bụi nha. Nói ăn chặt hả? Tao đứng xích ra mẹ coi ơi. Vừa không? Trời ơi, thích cưng không? Đây đôi này thanh sale 35 ngàn luôn mấy chị, size 35 nè. Đôi này là mấy đôi này thanh chân tệ nè, bụi mấy chị. À, đôi này sale cho mấy chị 35 ngàn. 35 ngàn size 35. Nhìn nó ngoài cái cảnh này. À, đôi này size 35 nè, 35 ngàn mấy chị, lên dùm thanh là 35K nè. Rồi đôi này là size 36 nè. 36, 35 ngàn luôn. À, mấy chị mấy đôi này đẹp lắm nha mấy chị. Đó, à, size 36 nè, 35 ngàn nè. Đôi này size 35 nữa nè. Đó, à, đôi này thanh sale luôn, 35 ngàn luôn. Cái đôi này không chùi nữa, trời ơi, gớm thiệt luôn. Đó, à, đôi này size 35, 35 ngàn luôn. Đó, à, đôi gót nè. Đôi này đẹp quá trời luôn nè. Sale cho mấy chị 35 ngàn. Đẹp quá. Rồi đôi chữ H, đôi này size 35 luôn. Trời sao size 35 không vậy trời. Đó, à, đôi này size 35. Cái này mà phải hồi sáng mà bán hết nè. Đó, size 35, 35 ngàn luôn. Đem ra rồi đem vô, đem ra rồi đem vô. Cái đồ này 35 ngàn rẻ quá trời nha chị. Cô hổng thanh sale là 40 mấy ngàn á. Đó, đôi này 35 ngàn nha, size 35 nè. Mày cho cắt cây đi ha. Mai cái lại tiếp. Đây, đôi này là size 30, nửa size 36. Size 36, 35 ngàn. 35, ừ, cái đôi này đẹp quá trời luôn á Ly. Đôi này đẹp quá trời luôn á. Có giày ba tay trắng không? Có nha Lan Thu ơi. Giày ba tay trắng có nha. Bỏ Kim Hương ơi, cho Thanh đường trước có, nhưng mà cho Thanh số điện thoại lại đi Kim Hương. Ủa Linh Phạm gửi chưa cảnh? Đọc tin nhắn đi cảnh. Mai lo tiếp, đừng nhục ra ngoài. Thấy gì cảnh? Rồi đôi này size 36 nha. Em gần chị, có gì chốt xong em ghé lấy. À này rồi, bỏ Kim Hương là lại lấy nè. Thấy gầu chưa cảnh? Thấy gầu chưa? Đọc được chưa?
ok chị. Có quần chín tấc hay ngắn. Có nha Kim, Kim Tuyết Đặng ơi. Trời ơi ha, rước nó về nghe người ta chơi ha, kêu bạn đi về, không có chơi nữa. Đi về. Nó kêu người ta vậy đó. Đi về là nhắn lên bạn. Rồi, xong. Chạy chạy, nhăn răng mẹ chạy coi. Rồi. Vô đi. Vô trong trà đi. Mai gửi vé cho chị, ok chị. Ủa sao gì sắp đây con bỏ lên đây lại rồi. Bỏ đây đường này đi con. Gì mới lấy xuống mà. Rồi đôi này size 35 nữa nè. Ở con sale 35.000. Còn thấy thấy thảm chưa mẹ, ôm cái sọt này cái không mần ăn gì được cái gì thấy không khổ không. Trời. Không lên đồ bộ hả chị Thanh? Đồ bộ hả? Em muốn lên đồ bộ gì mới được nè, lên bộ gì chị lên cho. Con cái gỗ dép này con chất ra đây một hàng cho dì đi, ngày mai dì like con ơi. Giờ dì lên đồ bộ. Đây đồ bộ này chị Thanh sale 39.000 nè. Bộ này bình thường dì bán 49.000, giờ chị bán 39.000. Con để chồng lên. Để chồng chính đây đi. Đây 39.000 nha, 39.000 nè Thảo Thu ơi. Trời ơi mấy đôi này, lột mấy bộ này chị Thanh bán 39.000 luôn nè, 65kg đổ lại nè. Đó mấy chị ơi rẻ quá trời, mấy chị mua mặc đi. Bây giờ Thanh bán rẻ cho mấy chị luôn nè. Đó 39.000. Nha, cục vàng nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Bữa em mua đồ 35k. Bữa mua đồ 35k là đồ gì ta? Đồ 35k à, mấy cái bộ mà bộ thun á hả? Cái bộ thun á hả? Bộ thun đó là Thanh hết rồi. Bộ thun đó là Thanh hết rồi nha. Đó, bộ này Thanh sale có 39.000 đó mấy chị. Trăm mấy đó mấy chị. Một trăm mấy chứ không có rẻ đâu. Dạ, em chào chị. Bộ 39 nè, ok lê lê nè. Ok em. Trời ơi bộ này bán 39.000. Vàng hồng xanh nữa. Vàng hồng xanh là bộ nào ta? À cái bộ 35.000 đó chị hết lâu rồi. Bộ đó là chị hết lâu rồi cưng. Quần jean bé gái 40kg. Có quần jean bé gái 40kg có nha. Con ơi, Cảnh bán bển hả? Quần jean 40kg chị có nha. Ôi nào vậy? Nó sụt quá hả? Trăm hai. Thôi tính đi, tính chuyện chậm đi con ơi. Ủa dâu tây hả? Chậm. Quần riêng 75k chị hết rồi. Quần riêng 75k là chị hết rồi nha.
chị còn thể thao lớn, thể thao lớn chị còn, chị còn mấy, còn mấy mấy màu à. Đây thể thao lớn nè cưng. Đó, bộ thể thao lớn nè. Đó, bộ thể thao lớn nè, cứ lấy nhiêu màu thì chị lấy cho. Này nữa nè. Ở mấy màu này đẹp đẹp không? Đây bộ này màu xanh nè. Đó, bộ xanh 39.000. 39.000 nha, màu xanh nè. Rồi 39.000 màu này, màu ruốc đó nha, màu ruốc á. KT á nha Kim Hương ơi. Rồi ok, màu xanh này chị Thanh Nguyên nè. Cái bộ này bữa hổm bán 49.000 mấy chị, bữa nay bán 39.000. Bữa trước bán. Dạ ok chị. Bữa trước Thanh bán là 49.000 một bộ. Bữa nay bán 39.000. Ok chị rút nè. Đây em còn màu hồng, màu xanh của Ban nữa. Đây màu xanh của Ban nữa nè. Còn màu hồng nữa nè. Đó, có tổng cộng là 5 màu á mấy chị. Tổng cộng là 5 màu nha, màu xanh đậm nữa nè. Có 39.000, vải đẹp nha, cái này là vải đẹp mà nó xịn hơn vải tôn luôn á. Xịn hơn vải tôn luôn á mấy chị. Đó, anh có màu xanh đậm nè, với màu xanh lợt, màu hồng, màu xanh coban. Hồng và xanh đậm ok chị. Chị Thanh Nguyên. Đây cái này, cái áo mấy chị, cái áo cho bé nha. Quần jean 40kg, đợi chị xíu nha. Rồi Lê ơi. Nè, đó cái áo bé này nha, rồi cái áo người lớn nè, áo người lớn nè. Thanh còn 5 cái, chị nào lấy hết anh bán 5 cái 100 luôn. Cái gì vậy con? Ba đi. Rồi. Xong rồi con lấy quần jean cho dì 40kg, quần ở trong phòng thử luôn. Còn nãy con đâu nè. Có giá đó. Trong đây nè, dưới đây có cái bọc nè. Áo bé cho chị. Ê chậu, muốn mẹ mặc, con tự mặc quần đi rồi mẹ mặc áo cho. Ngồi xuống đó tự mặc quần đi. Chị áo bé nè. Đó bây giờ Thanh còn là 1, 2 nè, 3 nè, 4 nè. 5 cái lấy hết 100 ngàn. Thanh bán lẻ một cái là 35 ngàn đó mấy chị. Hả? À, đôi đó là 140. Chị lấy hết đi chị. Chị Thanh Nguyên mấy cái này là áo bự không à. 4 cái áo bự nè, một cái áo bé nè. Đó lấy hết em bán 100 ngàn rẻ lắm chị. Cho em coi áo lớn nữa rồi. Thôi để em lấy cho chị cái áo này em bán 20 ngàn thôi.
chị lấy luôn không? Rồi chị lấy luôn ha. 5 cái này em bán cho chị có 100 ngàn thôi. Áo lớn là một cái ba mấy ngàn á. Mẹ mặc áo. Ừ, rồi mẹ mặc áo. Cảnh ơi. Trời ơi, thiệt không có đứa để sai. Sai lấy đồ á. Anh ra ngoài anh coi cái cho Cảnh nó vô nó lấy đồ cho em cái anh. Áo lớn, áo lớn để chị lấy áo lớn. Để em coi còn áo lớn lấy coi. Chị đem bộ này rồi, ok chị. Bộ này ha. À. Thêm bộ hoa xanh hay là bộ cô ban chị? Chị Thanh Nguyên, chị là thêm bộ này phải không? Thêm bộ hoa xanh này hay là bộ xanh cô ban? À. Cái đó con trai mà. Tính kiểu đó chị. Không có hết rồi. Lấy đôi màu hồng kìa. Hoa xanh đậm rồi, vậy là hoa này, cái này. Ok chị. Nhưng mà có cái là cái màu xanh đó nó sạch. Sumi cũng xài cái đôi đó. Sumi đi học đôi xanh đó đó. Cái đó màu hồng. Em tính mua quần đen để mặc đi làm đó chị. Đâu quần này là đơn cho chị. Quần đen mặc đi làm hả? Quần giải mềm đó nha. Giải kaki rồi đó hả? Giảng á, giảng, loại giảng. Để chị Thanh đi lấy cái quần ghim 40kg cho cưng nha. Lấy cái gì? Còn hết khách chưa? Hai đôi 70, hai đôi này trời. Biết anh về nó đưa nhiều tiền lấy nhiêu. Quần 40kg sai không có người coi vậy đó. 40kg sai gì vậy? Áo hấp đi đỏ. Đâu rồi? Ok, hấp đi đỏ rồi. Cái điện thoại con nó vùi xuống đó luôn à. 40kg ở trong đó sai ớt đó con. À. Hả? Để em coi cái điện thoại nó nằm đâu rồi. Lại không nút hả? Tối mai đi, tôi chút con Cảnh nó rảnh nó lấy cho. Chút con Cảnh nó rảnh nó lấy cho. Rồi ok chị Thanh Nguyên nè. Có quần leggy okay, để gì nhớ coi. Ở trong đó có không ta? Gì có chất ở trong đó hay gì á? Xét hả? Xét thôi, em lại đem coi luôn đi. Em lại đem coi rồi về mua luôn ha. Tại vì em ở gần chị mà. Con đang lấy cái gì á hả? Con lấy cho người khác đó. Con lấy. Bộ đó 120. Quần đó. Quần đó tính 100 đi. Màu đó đi, màu đen thùi già khằng. Chiều gọi giao hàng mà hôm nay em nghĩ nên không nhận được, em nói mai nhận hàng nha chị. Ok cục vàng, ok em. Chị Khánh Nguyên ơi, em có màu xám đó nè chị, màu xám và màu trắng chữ nè, màu đỏ thì em lấy cho chị rồi đó. Chị lấy thêm không? Áo hoodie nè, chị lấy thêm không? Màu đen thì lấy màu đen cho nó. Có màu đen mà. À cái gì à, nãy em nào hỏi quần jean 40kg á.
Màu đen mà trơn hay là gấp gấp xíu? Trơn. Trơn. Cho bà xã ăn mặc à, bà xã. Hồi nãy ai hỏi quần jean quên này rồi Lê, em còn đó không? Rồi Lê đây cái quần jean nè. Đó quần jean này là quần jean 40 kg nè. 40 45 kg quần màu đen rất rất nha. Không, em đang bán. Đó cái quần này thanh sale luôn nè. Sale cái quần này 70 ngàn thôi. 70 ngàn nha, 40 kg. 40 kg nha, 40 kg nè, quần này thanh sale 70. Còn mẫu nào nữa không? Mấy cái giản giản hồi nãy con đưa ra, đưa cho gì đi. Ờ. Cái đó là nó lấy ngay cái bộ mango. Cái giải mango nó không có nhăn. Mà nó cái đó là mặt nó mát nữa, nó thấm hút mồ hôi, còn mấy cái kia nó thô ấy. Còn mẫu nào còn nữa không con? Bắt ghi rồi đó. Đây có mẫu này nè, mẫu này thì mẫu này thì chị Thanh sale 90.000 nè. Đó nè. Ở cái này chị Thanh sale 90 nè, rồi Lê cái này 40 kg là mặc được nè. Cái đó được á. Đây cái lưng thun nè. Cái lưng thun dây kéo. Đây cái lưng thun dây kéo nha, cái này chị Thanh sale 90 nè. 90.000 nha, 90.000. Trời ơi con nít bây giờ nó mua đen lắm nha. Chứ đừng có mua đồ tào lao nó không có mặc đâu. Đó cái này là Thanh sale nè. Cái này sale 75.000 thôi. Đó cái này 75.000 nè. Mẫu này mẫu chính tắc 75.000. Cái này thì viền nha, cái này quần jean viền nè. Đó, sale luôn 75.000 luôn. 75.000 luôn. Đấy ba cái thì chị Thanh bán ba cái 200.000 luôn cho cưng. Đây cái này nè ha. Một cái nè. Một cái nè ha. Rồi cái này là hai cái nè. Ôi, cái này đẹp quá ha. Rồi cái này là ba cái nè, lấy ba cái đi chị Thanh bán cái ba cái 200 cho mấy cho cục vàng luôn nè. 200.000 được ba bộ đồ. Trời trời. Ba cái quần chỉ cần mua ba cái áo thôi là mặc ok. Đó, cái này Thanh sale nè, con lấy cây con dứt mấy áo nó xuống rồi sale mấy áo đó đi, áo chà neo đó. Ba cái quần này Thanh bán 200.000 thôi. Một cái 100 mấy không đó. Không có rẻ đâu. Bán rẻ luôn. Còn cái này thì 100.000 nè. Ủa cái này 95.000 nè. 95.000 nha, 95.000 cái quần này lưng cao. Quần này là quần lưng cao nha, 95.000. Không cái này không có size 32. Size 32 dễ gì chị bán ba cái 200. Quần jean viền có M không hả? Quần jean viền. Quần jean viền là size này nó để size nha. Ừ cái này là size M nè, quần jean viền là size M đó Ngọc Huyền ơi. Có quần nữ không chị Thanh? Có nè Châu Ngọc. Đây quần jean này Thanh có size 29 đổ lại nha mấy chị. Thanh sale cho mấy chị 90.000 luôn. Đó 90.000 nha, size 29 đổ lại thôi. 90.000. Thanh có 26, 27, 28, 29. Susi đâu? Chín tóc nha. Chín tóc nha Ngọc Huyền ơi. Thôi con viết lẹ đi mẹ thương con. Để hồi mẹ ra mẹ đánh anh hai. Em lấy bán hả? Là bố hổm cưng ghé chị á hả? Bố hổm cưng ghé chị á hả cưng? Đây áo nè. Áo này Thanh sale cho... Áo này Thanh bán 75.000 luôn. 75.000 nha, 75.000 nè, áo này là 40 kg nè.
40-45 kg mặc vừa nè. Ở Thanh có màu hồng nè, màu trắng nè. Em nguyên đóng đó là của chị Thanh Nguyên á. Đó, nguyên đóng gì bỏ đó đó. Cái nào không có tên là của chị Thanh Nguyên. Đó, áo này là Thanh có màu hồng, màu trắng, màu đen. Màu hồng, màu trắng, màu đen nha. Màu hồng, màu trắng, màu đen. Không. Rớt xuống. Đó, màu hồng, màu trắng, màu đen nha. Áo Thái nha mấy chị. Thanh sale cho mấy chị 75.000 thôi. 75.000. Bộ ngố quần đen là chị hết luôn à. Không có. Đây cái quần này là size, này là size, size là size M nè cưng. Đó cái quần viền là size M nè. Đó Thanh sale cái này 70.000. Mua 3 cái thì bán 200 luôn. Quần jean nha, 3 cái thì 200. Đây có bộ quần lửng. Bộ quần lửng à, không có quần đen. Mà bộ quần lửng nó có cái áo màu gì là cái quần màu đó luôn á. Một bộ là Thanh sale 95.000. Đây nè, để Thanh cho coi nè. Đó, cái bộ màu xanh vỏ đậu ở trên đó, thấy không? Đó, cái bộ màu xanh vỏ đậu á, cái bộ mà cái áo màu hồng, cái quần màu đen, rồi tới cái bộ nguyên bộ màu xanh đó. Đó, bộ ngố nó được không cưng? Bộ đó là chị Thanh tính 95.000 đó. Bộ đó là 95.000 đó cưng. Mình có cái đôi này hơi mại mại giống nè. Chín giờ còn tiếng nữa đó anh. Không, cái đôi mà cái đế mà nó nâu ngày hôm qua gì nó đẹp đẹp để gì chừa gì mang á. Không có bộ lụa. Bộ lụa là chị hết rồi. Mình nghĩ quá. Mấy chị ơi, thôi Thanh xuống like đi mấy chị ơi. Tới giờ Thanh coi đá banh này. Ngày mai lại tiếp. Tới giờ chuẩn bị đá banh này. Đau cổ họng với lại bữa nay like nhiều quá. Bữa nay like nhiều nói nhỏ tắt tắt mắt có túi. Áo đó là hàng đó, hàng thiết kế đó chị. Hàng thiết kế nhưng cái giá nó hơi cao. Cái áo này là 180 nữa. 180 một cái á. Cái đó là hàng thiết kế cho nên là giá nó hơi cao á chị.
này con đi vô phòng thử. Chưa con có để nó mai gì like tiếp. Rồi con đi ra cái gì đi qua cái. Đây đôi này thanh sale 35.000 mấy chị. Đôi này size 35 nè. 35.000. Đôi này size 36. 35.000. Đôi này chữ H size 36, đôi này sale 39.000. Coi phim gì vậy Cảnh? Con dẹp đi con. Đây túi mấy chị ơi. Nè túi thanh sale cho mấy chị nè, 3 cái 20.000. Bây giờ thanh bán tặng cho mấy chị luôn ha. 4 cái 20 luôn. 4 cái ba lô 4 cái 20. Nha, 4 cái 20.000. Mua về cái có 5.000 à, trời má ơi thiệt ô là trời cái bán. Có 5.000 cái thôi. Thanh bán 4 cái không bán lẻ mấy chị. Đây có nhiều cái nó bị gì nè. Đó, có nhiều cái nó bị xét xét chùi là nó hết à. Đó. Đó vậy mới bán rẻ 5.000 chứ còn mà nó đẹp sao bán rẻ 5.000 mấy chị. 5.000 mấy chị chỉ mua được cái bánh bịch bánh bánh bin bin thôi. Đó thanh sale nè, 4 cái 20.000 lên giùm Thanh đi. 4 cái 20 mấy chị, bán rẻ là còn nguyên thùng luôn nè. Rồi ok Út Liên nè, 4 cái 20 nè. Rồi mấy chị lên giùm Thanh đi, 4 cái 20.000. Ra bill chưa con? Rồi lấy giùm gì đi. Đó, 4 cái 20.000 mấy chị. Anh còn nguyên thùng luôn nè. Nguyên thùng tổ chản luôn, sale cho nó hết luôn. Rồi chị nào lấy chốt âm thanh luôn, về cho con cho cháu mình nó đựng nó quải rồi mấy chị. Quải rất là dễ thương nha. Con tay à, tay cầm điện thoại tay này. Đó, nó là cái ba lô mấy chị, cái ba lô nha. 4 cái 20.000. Chị nào lấy chốt âm thanh luôn. Nha, 4 cái 20. Còn gì nữa ta? Đó, mấy chị thích nào? Đẹp chưa? Để Thanh ra đây mình quay cho mấy chị coi. Đẹp chưa mấy chị? Chọn đi. Đó mấy chị chụp màn hình lại nha. Đó chụp màn hình lại rồi cái đánh dấu. Đánh dấu cái đôi dép đó cho Thanh đi. Rồi Thanh sẽ báo giá với lời Thanh. Thanh lấy size cho nha. Chụp màn hình lại nha mấy chị. Ngôi sao hết rồi cưng ơi, ngôi sao hết rồi. Đó, mấy chị thích đôi nào mấy chị chụp màn hình lại. Rồi Thanh sẽ chọn lấy size với lại Thanh báo giá cho mấy chị nha. Nhiều lắm nhưng mà Thanh chưa có like hết. Đó. Đẹp chưa? Tết là Thanh hay đưa ra đây Thanh show hand lắm. Thanh sale quá. Đấy mấy chị mở gần Thanh là đã luôn. Đây bên bển kìa. Thấy không mấy chị? Đó, Thanh bày ra bên đó nữa đó mấy chị. Sale đó. Đẹp không? Trời ơi mấy nàng này đầu cổ gì giống như là ổ gơm ổ gà vậy. Thấy chưa? Nguyên một màu vàng. Ê quên nữa hồi nãy con ơi Quỳnh con ra con ginh cái thùng đồ chơi ra để gì quay cái quần ginh đó ơi. Bưng cái thùng đó kéo qua bên đi con. Đó cái quần ginh nè mấy chị thấy không, màu đen chưa. Rồi bên đây. Đây dép nữ. Dép nữ nha, dép nữ. Rồi giày. Đôi giày này đẹp quá. Lấy cái điện thoại giùm gì ơi. Điện thoại gì đang để đó đó. Đó, giày nè mấy chị. Giày 130 đôi nè. Quá trời luôn. Bông nè. Bông nè 30.000 một chậu nha.
đó, 30.000 chậu bông. Nè bông này chậu 30 mấy chị. Chậu bông này 30.000 nha. Đó, chậu này. Chậu này cũng 30 luôn. Chậu này 30 luôn ha, màu vàng nè. Có đôi xuồng cao hả? Tao xuồng cao hả? Đây. Có đôi xuồng cao nhưng mà có cái là cái này nó không có xuồng cao, nhưng mà cái này chị không có sale. Cái này là 140 nè. Nè đôi này là 140 nè. 140 nha, đôi này là 140. Có đôi đó là cao à. Đôi này là cao nè, đôi này 140 nè. Đó là hàng, đó là hàng đẹp á. Rồi mấy đôi giày bé thấy cưng chưa nè mấy chị. Cưng chưa? Đó, cưng chưa? Rồi nó xỉu luôn nè, thấy chưa? Mấy cái hàng này là nó lẻ sai cho nên là thanh đưa ra đây thanh sale quá mấy chị. Xỉu với mấy đôi này luôn. Quá trời thấy cưng rồi. Còn nhiệt ngó ngồi cho cô. Rồi cái quần này mình nó đẹp. Cảnh ơi, con coi có đôi nào giống giống đôi này không? Đế bằng bằng vậy nè. Chụp coi, chụp gửi lại cho chị. Thôi anh xuống like nha mấy chị. Trời trời, mai gom mấy đôi dép đó ra để bán, để trong kẹt đó là khỏi bán mấy đôi rẻ tiền á. Gom vô cho gì đi. Còn thôi lát nữa nè, gom vô chất nó đi, mai gì lên. Rồi thôi thanh xuống like nha mấy cục vàng luôn. Bye bye mấy cục vàng nha. Bông đó là bông, bông đó là bông bông mũ á, bông bằng mũ á, bằng nhựa đó nha. Út Liên ơi. Bông bằng nhựa mũ á. Đó, thanh sale có 30.000 một chậu thôi. Lấy ông Út Liên lấy mấy chậu đi. Nè Thanh Nguyên ơi, cái đôi này nhìn nhức nách chưa? Đôi này là 120 nè. Đôi này 120 nha, 120 nha mấy chị. Đó, đôi này cũng 120 luôn, đủ size luôn. 120. Đôi này Thanh sale cho mấy chị luôn, 180 nè. Đôi này 180 nè. Đôi vàng này 180. Đây cái đầm này, đầm bé nè, đầm bé này sale, cái này sale 70.000 thôi, sale nhỏ nha.
Rồi Thanh chào mấy chị nha.